em ơi. Em cố gắng chịu đựng một thời gian ngắn nữa. Anh sẽ làm thật nhiều tiền. Kể từ hôm nay, tôi và anh đường ai nấy đi. Chết rồi! Mày giúp vợ tao hả? Nhiên mày! Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý cô bác và đồng đạo gần xa, thì xin thưa cùng quý vị, hôm nay đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, khi chúng ta được giác ngộ cũng như là được tu hành, thì đó là nhờ nơi Đức Thầy đã ra cơ khái hóa để mà chỉ dạy cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo làm theo. Thì khi mà Đức Thầy ra đời một thời gian thì Đức Thầy đã giáng bóng. Ngài chỉ để lại cho chúng ta một cuốn giáo lý, và từ đó thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải nương theo giáo lý mà tu tập. Cho nên người xưa đã từng cho biết là nếu mà người sống 100 tuổi đó quý vị, không có gặp được Phật Pháp thì không bằng chúng ta sống 1 ngày mà được gặp Phật Pháp vậy. Thì hôm nay Mai Duyên Thai chúng ta đã sanh suốt một đời trong vùng xứ đạo, đặc biệt là vùng đất An Giang, nơi mà Đức Thầy được sanh ra và lớn lên khai đạo. Vậy thì trước khi vào buổi trao đổi Phật Pháp cũng như để gặp gỡ qua giáo lý của Đức Thầy, thì chúng ta có làm lễ nghi thức tôn giáo. Kính mời toàn thể quý vị thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh,
hướng về chân dung kính lễ Đức Phật. Kính lễ Đức Thầy. Thưa thôi và mời tất cả đồng an tọa. Kính thưa toàn thể quý vị, người xưa đã từng cho biết uống nước thì phải nhớ nguồn và ăn trái thì phải nhớ người trồng cây. Thì hôm nay chúng ta được thừa hưởng giáo lý cao siêu đó thì đương nhiên không thể nào quên được công lao của Đức Thầy. Thế nên cổ nhân đã từng cho biết là ăn hạt gạo thơm phải nhớ ơn cây mạ, mà ăn qua trái quả phải nhớ cả đất trời. Thì hôm nay chính vì nhớ lại công lao của Đức Thầy dài đây mai đó, vì thương xót chúng sanh mà chịu biết bao gian khổ, nên trong những buổi đọc giảng, những buổi thuyết trình, chúng ta phải kính lễ để tưởng nhớ Đức Thầy. Và giờ đây, trước khi gặp gỡ tu sĩ Nguyễn Văn Hường, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy lắng nhẹ lòng mình để nghe lại một đoạn trong sấm thi của Đức Thầy, sẽ do hai đọc giảng viên cô Thái Thị Nhiễn cùng tu sĩ Nguyễn Văn Lo thành kính diễn âm. Trước khi nghe lại tác phẩm này, kính mời quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Kính thưa cùng cô bác và anh chị em, để tiếp theo chương trình diễn ngâm lại thi văn giáo lý của Đức Thầy, chúng tôi cùng với cô Bảy Thái Thị Nhiễn thành kính diễn ngâm lại bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Kính mời quý vị đồng thưởng thức. Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm, dưỡng tâm lành, đừng cho mang nghiệp vọng tâm sanh. Quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền năng dốc thực hành, chớ nhiệm trần hoàng đượm phân son. Chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chi bằng nhớ lại câu hồng thề, tình ngộ nghe Thầy dạy hỡi con. Hỡi con, đời tục rớt khôi tanh, trí huệ rồi kim nèo thanh, mang kiếp hồng trần xanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thầy thấy con nay đắm cội trần,
đường tu lơ làng chẳng ân cần. Thường thay công quả tu từ trước, lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân, chẳng sớm về nhà lo sám hối cầu trên Phật tổ giải mê căn. Ắt là hồn trẻ con chi nữa, địa ngục trầm luân cách thường ở tầng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời tu sĩ Nguyễn Văn Hường sẽ đến đây gặp gỡ cùng với cô bác trong ngày lễ giỗ hôm nay. Tu sĩ Úc Hường là một tu sĩ được xuất thân từ vùng đất Lăng Thuận, và khi lớn lên thì cũng có thời gian tu tập từ vùng Thốt Nốt. Và sau một thời gian tu tập thì Úc Hường cũng trở lại quê nhà, vì người xưa thường nói là quê hương là chùm khế ngọt đó quý vị. Thành ra chim bay đi đâu cũng bay về tổ, mà nước đổ đi đâu thì nước cũng phải đổ về nguồn. Vì vậy mà sau thời gian tu tập thì Úc Hường lại trở lại quê nhà, quê xưa cánh cũ, tức là nơi mà Úc Hường đã lớn lên và trưởng thành, để đem sự nghiệp Phật hóa làm cho giáo lý Đức Thầy ngày một thêm lớn mạnh. Thì hôm nay nhân ngày lễ dỗ, mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng vì với tinh thần đoàn kết cũng như là với sự nhiệt quyết của người tín đồ, khi Đức Thầy xa vắng và Úc Hường cũng cố gắng trở về đây để gặp gỡ cũng như là trao đổi cùng quý vị trong ngày lễ dỗ. Vậy thì giờ đây toàn thể cô bác chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn để gặp gỡ tu sĩ Nguyễn Văn Hường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Kim Sơn Phật. Lời nói trước tiên, em cháu xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể quý cô bác anh chị em đang có mặt trong hội trường kính mến. Cách nhau 2 năm rồi mà quý vị mình cũng không quên ha. Thì trong những lần trước, mỗi lần mà Đại Hường đến gặp cô bác anh chị em mình, sau khi niệm Phật xong thì Đại Hường cúi đầu, rồi quý cô bác mình cho một tràng pháo tay để tỏ lên cái sự trân trọng. Và lần này thì cũng vậy, con tưởng đã 2 năm rồi chắc quý vị mình quên, nhưng mà không quên, vậy là con cũng rất là cảm ơn quý cô bác anh chị em mình đã dành cho con cái sự ưu ái đó. Kính thưa bà Năm là người đại diện ở trong gia đình, kính thưa anh chị Úc cũng như tất cả quý anh chị con cháu trong gia đình, kính thưa ban trị sự Hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa các bậc lão thành, kính thưa tất cả quý cô bác anh chị em đồng đạo xa gần cùng láng giềng thân tộc kính mến. Thưa cô bác anh chị em, thì được biết hôm nay tức là cái ngày mùng 1 tháng 11 niên Tân Mão, tức là cái ngày mà gia đình của anh Úc có thiết lễ trai phẩm để dâng cúng cho thân phụ. Thì kính thưa quý cô bác anh chị em, đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì tất cả mọi người sau khi đã đọc qua giáo lý nhà Phật cũng như qua lời dạy của Đức Thầy thì chúng ta đều biết sở dĩ hôm nay chúng ta có xác thân đây là nhờ ơn cha mẹ đã 9 tháng cưu mang và 3 năm quản dưỡng, cái công ơn rất là lớn lao. Mà trong kinh Phật cho biết là dí có người thăm ăn dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai vai,
khắp tu di núi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếp mà ơn kia chưa đền. Vậy muốn đền được công ơn cha mẹ không ngoài gì hơn, tức là khi cha mẹ đã qua đời, chúng ta hãy cố gắng tu cầu và cố gắng làm những công việc phước đức để hồi hướng cho người thân của mình. Đó là một cái việc làm thiết thực mà hôm nay gia đình của anh chị Út đã thực hiện, chúng tôi thấy cũng rất là trân trọng. Vậy lời nói trước tiên, chúng tôi xin ca ngợi cái sự hiếu đạo của gia đình. Vậy kính mời các anh chị em chúng ta đồng dành cho gia đình một tràng pháo tay để tỏ lên cái sự tán thán. Và cái lời nói tiếp theo, đó là cái tinh thần cao cả của tất cả quý cô bác anh chị em mình. Thì nhận thấy phần đông nơi đây, cô bác chúng ta là những người thâm niên trong cửa đạo, đã có nhiều năm nghiên cứu với giáo lý Đức Thầy cũng như trong cái chương trình tu tập. Nhưng mà hôm nay có cái chương trình trao đổi Phật Pháp, thì tất cả quý cô bác anh chị em chúng ta vẫn sẵn lòng để mà ủng hộ, làm cho cái buổi đạo tràng hôm nay rất là trang nghiêm và vô cùng ấm áp. Vậy thì lời nói thứ hai là chúng tôi cũng xin chân thành ca ngợi cái chân tình của tất cả quý cô bác anh chị em chúng ta, cũng là như là cái lòng là ngưỡng mộ Phật Pháp. Vậy quý vị mình cũng cho mình tràng pháo tay. Và bên cạnh đó thì cũng có cái sự đóng góp của tất cả các vị đọc giảng viên từ sớm tới giờ cũng lân lưu đọc lại giáo lý cho cô bác chúng ta nghe gần một tiếng đồng hồ. Thì nãy giờ giảng viên cũng nhận được nhìn tràng pháo tay rồi, giờ có cần cho thêm không quý vị? Thôi cũng cho thêm tràng nữa đi ha. Dạ. Thì đó là một vài lời để chúng ta nhận xét gọn gọn ở trong cái buổi mà trao đổi gặp gỡ hôm nay. Nó đều có một cái lý do thiết thực mà chúng ta mới có thể thực hiện, cũng như gia đình đã không nài cái sự cực khổ, tốn công sức rồi tiền bạc để thiết lập ra cái đám giỗ và đồng thời có cái chương trình là trao đổi Phật Pháp. Thì với cái việc làm này, chúng tôi nghĩ rằng cái người hiện tại sẽ được giác ngộ và cái người qua đời cũng như ông bà cha mẹ sẽ nương vào cái công đức tu tập cũng như cái việc làm hiếu kính của gia đình mà sẽ được giảng sinh cô bác anh chị em. Cho nên cái đoạn cuối ở trong quyển 5 đó, Đức Thầy cho biết sau khi mà cái người con cháu đó biết coi như là trao dồi đức hạnh, biết coi như là hướng về Phật Pháp đó, thì chẳng những có lợi ích cho mình mà còn có lợi ích luôn cho cả ông bà nữa cô bác anh chị em. Cho nên Thầy nói là sao nè: ngôn từ đạo hạnh ý Thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Khi mình làm được cái đó thì sao? Thật tổ cứu quyền nơi chính xuôi, mẹ mãi xa lạnh xa đường duyên. Tức là nếu như chúng ta biết trao dồi tu tập, trao dồi đức hạnh, thì Đức Thầy xác định là thất tổ cử quyền nơi chính suối. Tức là ông bà cha mẹ chúng ta đã qua đời rồi, thì mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, tức là có thể sẽ được ra khỏi lục đạo luân hồi. Đó là nhờ cái công con cháu đã biết tu hành. Cho nên chỗ khác Đức Thầy cho biết là tâm chay hậu tấn ráng tu thân, thất tổ cử quyền nơi chính suối, những mong hậu tấn biết tâm chay. Ông bà chúng ta rất là mong con cháu trên dương thế này cũng như người còn lại là hãy cố gắng tu tập, thì ông bà sẽ hưởng được cái phước rất là lớn. Cho nên Đức Thầy cho biết là sao bác mình tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho bá tánh máu hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mơ phản hồi, và cuối cùng là tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thật là quý báu khi chúng ta làm xong bổn phận đối với ông bà cha mẹ, đối với tất cả mọi người, và cuối cùng là chúng ta tu hành để cứu thoát cho bản thân của mình. Đó là điều mà Đức Thầy đã đưa ra để cho tất cả chúng sinh nói chung và tín người Phật giáo Hòa Hảo nói riêng hãy đi theo con đường đó để tu tập, để ích lợi cho ông bà cha mẹ cũng như ích lợi cho tất cả mọi người. Hôm nay Đại Hường xin phép được gửi đến tất cả quý vị mình qua một cái chủ đề được mang bốn chữ như thế này là tỉnh giấc mộng trường. Quý cô bác mình gần đây có được xem cái đề tài nào của Đại Hường mang cái tên này chưa? Chưa phải không? Mấy lần trước thì cũng có xem một vài đề tài phải không? Như hồi 2 năm trước thì cũng tại đám giỗ nhà anh Út, con có nói cái đề tài là quỷ ma phá rối.
Và cũng như ở trên quê hương con thì cũng có quý vị mình chắc cũng đã được xem một vài cái chủ đề như là chữ đạo hay là tu hành, chữ thành rồi đó. Thì trong cái ngày hôm nay con xin được nói một chủ đề mới, đó là tỉnh giấc mộng trường. Mới là mới với con thôi chứ chưa hẳn mới với quý vị mình. Mới với con là tại vì đây là cái đề tài con mới nói lần đầu. Còn quý vị mình thì có đôi khi chúng ta cũng đã được nghiên cứu, hay là có đôi khi mình cũng đã được nghe ai đó nói rồi, thì cũng chưa hẳn là mới. Thì bắt đầu đi vào cái chủ đề, chúng ta giải thích cái chủ đề là tỉnh giấc mộng trường là như thế nào, cô bác anh chị em. Thì theo cái quan niệm của Đạo Phật á, tất cả chúng sinh sống trên thế gian này, đối với chúng ta thì chúng ta nghĩ cái cuộc sống này là dài, là lâu, phải không quý bác anh chị em? Nhưng mà đối với cái nhìn của Phật Pháp thì cuộc sống chúng ta rất là ngắn ngủi. Và để minh chứng cho cái điều ngắn ngủi đó thì Đạo Phật gọi là cuộc đời chúng ta giống như là giấc mộng vậy. Ví dụ đôi khi chúng ta nằm mộng á, chúng ta thấy rất là dài, đôi khi cả mấy chục năm. Nhưng mà tới chừng mình thức dậy khoảng chừng nửa tiếng hoặc giả lạng tiếng đồng hồ, mà trong khi mình nằm mộng mình thấy mấy chục năm vậy đó. Vậy thì hôm nay trong cuộc đời chúng ta đôi khi có người sống tới 100 tuổi, tức là 3 vạn 6 nghìn ngày, 100 năm 3 vạn 6 nghìn ngày. Nhưng mà đôi khi đó, cái nhìn của Phật Pháp, cái nhìn của Đức Thầy chúng ta thì chỉ là giấc mộng so với cái nhìn của các ngài. Tại sao vậy? Bởi vì theo trong kinh cho biết đó, một ngày một đêm ở cung trời tứ thiên vương đó là bằng 50 năm ở cõi nhân gian. Chính vì cái sự chênh lệch như vậy mà các bậc bề trên nhìn chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta rất là ngắn ngủi. Cho nên có câu là ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời mình như giấc mộng thôi, có gì đâu. Và hôm nay đó Đức Thầy chúng ta cho biết, chính vì biết chúng ta sống ở trong mộng đó mà làm sao Đức Thầy xuống đây dạy mình, đem cái giáo lý nhiệm màu tới đây để cho chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được, để chúng ta không còn sống trong cảnh mộng nữa. Cho nên Đức Thầy nói nè, nhiệm màu hạnh đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào, dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, tâm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Câu giảng này con đọc có chữ mộng không quý vị? Có phải không? Dương gian mau tỉnh trong tràng mộng. Tức là Đức Thầy xác định là mọi người, tất cả chúng sinh đều đang ngủ ở trong giấc mộng, mà hôm nay Đức Thầy kêu là chúng ta phải tỉnh đi. Mà không biết giờ trong hội trường mình quý vị mình tỉnh chưa? Không lẽ mấy chục năm nay chưa tỉnh sao? Chứ có chỗ thác thầy than, thầy kêu gọi, thầy nói là sao? Thấy chúng sanh ngủ mãi, ngủ hoài nữa. Đã ngủ mãi thôi đi còn ngủ hoài nữa. Ngủ không thức đó. Rồi thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, bây giờ phải thức mới được, bây giờ gặp đạo rồi phải thức. Để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Thành ra hôm nay nếu như ai gặp giáo lý mà còn không màng đến, không biết hướng theo, là giống như người đó còn đang ngủ đó cô bác anh chị em. Cho nên chỗ khác thầy nói là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo. Thầy suy nghĩ lại cuộc đời này không có hơn cái tuồng mộng ảo. Cuộc truy quan thường giết khách tài qua, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Vậy thì hôm nay tỉnh giấc mộng trường, chữ tỉnh là gì? Chữ tỉnh là không còn mê nữa cô bác. Bữa nay con xin phép viết tự theo chữ nho một chút nha. Bữa nay trong hội trường mình chắc cụ đồ nhiều lắm, mà nho của con thì nho lượm nha, chứ không phải nho giường. Ở trong cái chữ nho đó quý bác quý anh mình, cái chữ tỉnh thì một bên á là nó có chữ dậu. Chữ dậu có nghĩa là rượu, một bên là chữ tinh. Thành ra cái người nào trong chữ nho, người ta hỏi ý cái người nào mà không còn đắm nhiễm theo rượu nữa đó, thì tạm thời gọi người này hơi tỉnh tỉnh rồi đó. Đó là bên nam nha. Vậy thì tỉnh giấc mộng trường. Mộng trường tức là cái giấc mộng dài đó, các bác, cái giấc mộng lớn đó. Ví dụ như mình sống ở đây, mình đôi khi mình ngủ mình nằm chiêm bao, gọi là giấc mộng nhỏ thôi. Còn cái cuộc đời chúng ta là cái giấc mộng lớn.
Giấc mộng lớn các bác chưa? À, cho nên quý vị mình nhớ lại là khi Đức Thầy ngài mới ra đời giải đạo đó, thì đầu tiên là Đức Thầy phải đi dạo Lục Châu để mà xem căn cơ và trình độ của chúng sinh. Thì lúc đó Đức Thầy có mượn chiếc ghe của Đức Ông đó, các bác anh chị em mình. Ngày xưa Đức Ông có hai cái ghe đó, chiếc ghe ba bổ, chiếc ghe sáu bổ. Sau khi Đức Thầy mượn mà Đức Ông không có biết, rồi Đức Ông nghĩ là mất rồi, cho nên Đức Thầy mới làm bài thơ gọi là cho Đức Ông mất ghe đó, và biểu Đức Ông đó đem tới mấy ông thầy nho bàn thử đi. Thì trong đó có đoạn thế này là: Hoàng nhỏ ly gia dị tất nan, bửu sanh du lịch Lục Châu Giang, kim sơn thương mãi toàn lê thứ. Để làm chi? Thức tình bá gia giấc mộng trang. Tức là Đức Thầy đi dạo Lục Châu giải đạo để làm chi? Để thức tỉnh mọi người đang ngủ ở trong cái giấc mộng dài. Thì chữ mộng này con xin phép là phân ra cái ý thứ nhất. Cái người nào vào cái thời đó đó cô bác anh chị em, là đất nước Việt Nam chúng ta đang bị người Pháp cai trị, tức là gọi là nô lệ đó. Nhưng mà có nhiều người không biết, cứ dẫn dưng sống nhẫn nha, không có bổn phận gì đối với đất nước hết. Cái câu mà Đức Thầy nói là sao nè cô bác anh chị em: sanh đắng nam nhi thì toan sự thế, mà sống làm hiền triết phải nghĩa gồm hai à. Bổn phận người công dân cho đất nước là phải biết hy sinh cho quê hương của mình. Mà có những người không biết hy sinh cho quê hương của mình thì đây là cái người này cũng còn đang ngủ luôn. Cho nên lần nọ con nghe nói câu chuyện bên thầy, có lần Đức Thầy đang ở tổ đình đi ra, có anh chị em có cái cô này bưng cái xẻ bánh mì đi ngang và rao bánh mì hôm. Lúc đó Đức Thầy mới tức cảnh trở vào trong, Đức Thầy viết lên cái bài là bánh mì. Nguyên văn như thế này: mì kia gốc phải nước mình không, nghe thấy rau mì thốt động lòng. Chiếc bánh não nồng mùi khách lạ, bát cơm đau đớn máu cha ông. Văn minh những vỏ trưng ba mặt, thấm thía tim gan ứa mấy dòng. Nhớ lại 70 năm trở ngược, sai mì lắm kẻ bán non sông. Tức là ở đây Đức Thầy muốn nhắc lại, cái bánh mì này là cái nguồn gốc không phải của người Việt, mà của ai? Của người Pháp đem vào. Rồi Đức Thầy nói sai mì lắm kẻ bán non sông, có nhiều người chạy theo Pháp mà gọi là rước voi về dài mã tổ, quên đi cái bổn phận của mình đối với đất nước. Và cái đoạn cái Đức Thầy viết tiếp theo là: khải hoàng dân chúng mới nhàn an, dân mạng còn mê giấc mộng tràn. Thảm thay thế sự mùi cay đắng, ta hỏi đau lòng khách ngoại bang. Vì trong cái bài này Đức Thầy xác định là dân mãn còn mê giấc mộng tràn. Vậy thì cái người nào mà chưa có ý thức được, chưa ý thức được cái bổn phận của mình đối với đất nước, thì Đức Thầy xác định là người này cũng đang ngủ ở trong giấc mộng. Cho nên các bác, các chú mình, quý cô mình biết á, vào năm 1945 Đức Thầy có sáng tác mấy cái bài gọi đoàn thanh niên hay là gọi đoàn tráng sĩ. Thầy nói là sao? Hãy tỉnh giấc, hãy muôn ngàn tráng sĩ, đừng có ngủ nữa. Hay là chớ có ngủ ly bì trong mộng. Những người mà không ý thức được bổn phận là mấy người này đang ngủ nè. Chớ có ngủ ly bì trong mộng, để dân ta mãi sống khốn cùng. Mình không có biết lo cho dân, lo cho cái quê hương của mình, thì cái người này là đang ngủ của bác. Bởi vì bổn phận của mình đó, trong bài Diệu Pháp Công Minh Đức Thầy nói là sao? Tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia. Bữa nay đồng đạo mình thì thuận tí hành đạo không mà nghe, nhưng mà tại vì ngay cái chủ đề chúng ta phải nói cho nó có trình tự từ thấp tới cao. Các bác anh chị em, cái đó là cái thứ nhất, là chúng ta phải ý thức được cái bổn phận của mình đối với quê hương đất nước. Mà ở trong cái ơn đất nước, Đức Thầy đã dạy rất là rõ rồi, chúng ta phải nỗ lực hy sinh như thế nào đó cho đất nước quê hương của mình. Bờ cõi vững lặng thì thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở quê hương. Đó là cái bổn phận của người công dân đối với đất nước. Vậy thì cái điều thứ nhất là những ai chưa ý thức được vào thời điểm đó đất nước chúng ta đang bị nô lệ, thì Đức Thầy xác định là cái người này
đang ngủ ở trong giấc mộng. Dạ, đó là cái ý thứ nhất của giấc mộng tràng. Qua cái ý thứ hai, những người nào còn đắm mê trong danh, trong lợi, trong tình thì những người này Đức Thầy xác định là cũng còn ngủ trong giấc mộng luôn. Câu nào? Hình như trong cái bài mà lộ chút cơ quyền sớm có vị nào đọc rồi đó, câu đầu tiên đó, của bác anh chị mình: trần thế lợi danh, giấc mộng tràng. Tức là Đức Thầy xác định là ngày nào mà chúng ta còn đắm trong danh lợi là ngày đó chúng ta còn ngủ ở trong cái giấc mộng dài. Ngủ trong giấc mộng dài. Vậy thì chuyến này muốn mình thức đó là đừng có đắm chìm trong danh, trong lợi, trong tình nữa. Tu thì nhiều, cô bác anh chị em rất là nhiều ý, nhưng mà không ngoài cái ý là làm sao mà ngày giờ nào chúng ta rước được danh, được lợi, được tình là ngày giờ đó chúng ta tự tại rồi, cô bác anh chị. Danh là cái gì? Danh là cái tiếng tốt. Mình sống ở trên đời này ai cũng đều thích cái tiếng tốt hết, được thích, được người ta khen, đó gọi là danh. Lợi là chúng ta muốn trong cuộc sống này có nhiều cái lợi sung tốt cuộc sống, mình phải luôn luôn coi như là không bao giờ bị thiếu thốn, muốn gì là được cái nó đó, gọi là lợi. Còn tình là gì? Tình là cái sự yêu thương đắm đuối trong cuộc sống này giữa trai và gái, nam và nữ. Vậy thì ba cái điều này là cái điều cản trở rất lớn đối với nhà tu. Nếu như chúng ta chưa rứt được danh, chưa rứt được lợi, chưa rứt được tình thì con đường giải thoát của chúng ta rất là còn xa vời lắm. Nói tới đây vậy con cô bác mình còn kẹt trong này không? Quý vị mình ở trong hội trường bữa nay có ai nói tôi rời khỏi rồi không? Chứ con thấy khó à nghe. Bây giờ nói thì phải nói cho tột. Nếu mà nói theo cái pháp tự tu đó, ngày giờ nào mà chúng ta chưa rời khỏi danh lợi tình là ngày giờ đó chúng ta chưa thể tiến lên con đường giải thoát. Rồi có người nói vậy, rồi sao có người ta niệm Phật giảng sanh đó, đôi khi người ta cũng còn danh, còn lợi, còn tình mà ta niệm Phật giảng sanh đó là sao? Cái điều này chúng ta phải nói cho rõ. Sở dĩ mà chúng ta niệm Phật được vãng sanh là bởi vì chúng ta nhờ cái pháp gọi là tha lực, tức là tu theo tịnh độ đó. Bởi vì tu theo tịnh độ thì không cần người này phải hết nghiệp, vẫn còn nghiệp, mà nếu niệm Phật cái giờ phút lâm chung hết lòng tin tưởng thì vẫn được vãng sanh. Còn nói về pháp thiền, cái pháp tự lực là chúng ta phải tự tu làm sao cho mình hết mê thì ngày giờ đó chúng ta mới chứng đạo. Phải không cô bác anh chị em? Đó là tự lực và tha lực, giống như một cái viên cát nhỏ thôi vẫn bị chìm ở dưới sông, mà nếu một khối đá lớn nhờ chiếc ghe chúng ta sẽ có thể chở qua sông được. Vậy thì hôm nay chúng ta sở dĩ mà mình hy vọng được giáng sinh là bởi vì nhờ cái pháp tha lực, nhờ pháp môn tịnh độ đó. Chứ mà thời này mà tu pháp thiền mà tu chừng nào hết mê đó ha, chắc chọn ra không có nhiều quá, phải không? Thấy tu tu vậy chứ đôi khi danh lợi tình nó còn dính tầm lum hết trơn á. Mà cô kia mới nói có Iran à. Vậy thì vào cái thời của Phật đó, có anh chị em gọi là Đức Phật thuyết gì, có pháp môn gì? Pháp môn tự tu tự chứng không à. Cho nên Đức Phật có nói câu là các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là ngày giờ nào mà chúng ta chưa tự tu được là ngày giờ đó chúng ta còn xa với con đường giải thoát. Cho nên trong quyển tư cũng nói về cái pháp thiền, Đức Thầy nói câu sao: coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt dìu. Mình mà độ mình không được thì cũng khó mà bước lên con đường giải thoát, tức là Phật không có dắt dìu chúng ta được. Đó là cái pháp tự lực. Nhưng mà cái pháp tha lực thì khác hơn, tức là tuy là chúng ta chưa hoàn toàn trong sạch, chưa hoàn toàn thanh tịnh, vẫn còn đắm nhiễu một đôi điều, nhưng mà nếu chúng ta thành tâm niệm Phật thì vẫn được vãng sinh. Nhưng mà nói vậy chứ mình phải cố gắng à nghe. Chừng nào cái nào ngoài khả năng thì cái chuyện đó không có nói nha. Còn nghe nói vậy nó thôi vậy tu lai rai thôi. Niệm Phật thì vãng sinh khó lắm. Mình mà tu lai rai đó nghe, mai mốt tới giờ lâm chung đó, cái phước mình kém mà cái nghiệp mình dày đó nghe, bán cho em niệm Phật cũng chưa chắc gì thành tâm à. Để bây giờ phải làm sao gạn lập, tức là mình phải làm chủ được con đường của mình đi. Ra đi sanh tử là phải tự tại. Tới giờ ra đi là phải coi như sắp xếp đâu đó công chuyện cho ổn định là ra đi, chứ không bao giờ có một niệm gì mà sợ chết.
Người tu mà chỉ cần có một niệm nào sợ chết là con đường giảng sinh của chúng ta sẽ gặp chông gai khó khăn liền. Giờ còn sợ không quý vị? Vậy hả? Nó dễ gì mà sợ, không biết Đại Hường thì có sợ không, có tu dễ gì sợ. Nghe nói rồi Đại Hường bệnh mấy năm nay không biết có sợ chết không, mà ăn muối mè lum tum hết trơn. Từ 65kg mà còn có 50kg không biết có sợ chết không. Có nhiều người cũng hỏi con vậy đó cô bác anh chị em. Nhưng mà thật sự mà nói đó thì không phải là con sợ chết, nhưng mà con chưa muốn chết sớm. Không phải muốn chết sớm là sao? Tại vì nghĩ mình còn sống ở đây á thì mình còn làm được nhiều việc. Giống như câu chuyện bên thầy mà Đức Thầy nó tu quanh tu tắc đó cô bác, câu chuyện mà ông Ba Ngài giống hay quê đó. Còn thân xác đây thì chúng ta còn làm được nhiều công chuyện, nhiều phước đức. Mà mất cái xác này rồi thì khó tu lắm. Cho nên nó nào nghe con không có sợ chết, mà tại con chưa muốn chết sớm. Mà lỡ có đi sớm thì cũng chịu luôn. Chứ làm sao vậy? Nhưng mà còn khả năng thì mình cứ trị bệnh, cứ giống như câu người xưa nó tận nhân lực mới tri thiên mạng. Mình cứ trị bệnh đi, rồi mai mốt mà cái bệnh mình tới xấu chết rồi đó, Phật cứu không được nữa, thì lúc đó mình hãy ra đi. Giống như cái người cứ nói tại cái số tôi nghèo, mình không làm ăn sao biết mình nghèo, cứ làm ăn đi. Rồi 2-3 năm mà 5-10 năm mà mình vẫn nghèo, cái đó là tại cái số, chứ không phải cái gì mình cũng đổ cho cái số được hết. Thành ra mình niệm Phật nhưng mà cũng phải trị bệnh. Đức Thầy có dạy đó là lo thuốc thang khẩn giá Phật trời, không có cấm chúng ta cái điều đó. Nhưng mà chúng ta không có khởi lên cái niệm sạch chứ. Mình nếu như sống được thì làm việc phước. Tại vì có khi mình nghĩ á, cái nhìn của người thế gian người ta không có thấu đáo. Ví dụ như Đại Hường còn trẻ gì đi, mà tự nhiên đang đi nói đạo gì, cái có nhiều cô bác anh chị em cũng trông cho mình được đi nói đạo lâu hơn, cái tự nhiên ngẫm mà. Rồi số người ta không tu nữa đó, tu nhưng đạo hượng và chết sớm rồi đó. Tại vì người ta không có nhìn giống như cái người tu mình nhìn cho thấu đáo, tại vì sống chết là có nguyên nhân hết. Sở dĩ mà Đại Hường bệnh hoạn hay tí dụ Đại Hường chết sớm sao đó, là tại vì cái tiền kiếp mình sát sinh nhiều, nhưng mà ta đâu có nhìn tới như vậy đâu. Đâu có nhìn tới như vậy. Thành ra đó là cái điều không hay cho Phật Pháp, cho nên con không muốn chết sớm là vậy đó. Vậy thôi bây giờ trở lại, tức là hôm nay trong cái bước đường tu hành, nếu như ngày giờ nào mà tất cả chúng sinh chưa rời khỏi danh lợi tình là chúng ta còn sống ở trong mộng. Tức là chúng ta còn sống ở trong cái giấc mộng dài. Thôi bây giờ nói tới cái mộng này, con xin kể cô bác mình nghe câu chuyện mộng gọn để chúng ta làm rõ cái chủ đề nha. Tức là cái câu chuyện nói về một vị sa di này mà nằm mộng đó cô bác. Cái vị sa di này tên là Tăng Hộ đó. Tức là cái vị sa di này lúc mà còn nhỏ đó là cha mẹ đã qua đời sống với người cậu. Sau khi lớn lên thì người cậu là một nhà tu rất là chân chính, thì vị sa di này cũng xuất gia tu theo cậu của mình. Và tình thương cha mẹ không có, sa di này dành hết cái tình thương cho cậu mình hàng ngày, đó là chăm sóc cho cậu mình, tức là thầy mình đó, vừa là cậu mà vừa là thầy đó. Rồi sống trong cái cuộc sống đạo đức. Thì bữa nọ đó, cái chú sa di này mới được cái người thí chủ đó là cúng dường cho một sách vải để mà mai y để mà mặc. Thì rất là mừng, tại vì từ trước tới nay chưa có người nào quan tâm tới mình vậy hết. Cái vị sa di này được cái món quà quý, cái người đầu tiên mà vị sa di này nghĩ tới là cậu của mình. Vị sa di mới nói: cậu ơi cậu, con được cái người thí chủ đó cúng cho con sách vải, nhưng mà con nghĩ vải này rất là quý, con mặc thì không có xứng, thôi giờ con xin phép nhường cái sách vải này cho cậu được không cậu? Cái vị tỳ kheo này nói: thôi, người ta cúng cho con thì con nhận, con mặc đi. Mà cậu không có nhận. Cái vị sa di này bị khước từ vậy cái buồn. Có không cô bác anh chị em, ở đời mà mình tốt với ai mà người ta khước từ cái mình dễ buồn, phải không? Nhưng mà hôm nay chúng ta tập thêm chút xíu nữa nghe, là mình tốt với người khác mà lỡ người khác không nghĩ tới thì thôi, đừng có buồn, cái đó cũng là một cái tu đó. Hoặc giả đời mà mình quan tâm tới ai, cái muốn người ta phải quan tâm lại mình kỳ đó. Mình lo cho ai chút xíu vậy, cái người khác hay lơ là với mình là tự nhiên mình thôi đi, mai mốt tôi không có lo nữa đâu. Tức là cái tâm bất kỷ chúng ta nó khởi lên. Nhưng mà với cái nhìn của đạo Phật là không nên có cái tâm này. Mình lo cho người khác là bổn phận của mình, người ta có đáp lại hay không là cái bổn phận của người ta. Giống như thầy đó xuống thế gian này giải đạo, thầy cũng đâu mong gì đâu, muốn cho dân hiểu đạo màu, chứ không có muốn chùa lầu cho cao. Chứ thầy mà cái tâm giống như chúng sinh mình, chắc thầy bỏ về Tây Phương rồi. Xuống đây giải đạo mà có nhiều người còn không biết ơn nữa, còn quán trách nữa cô bác anh chị em, còn không tin nữa, còn nói gần nói xa đủ thứ hết trơn. Vậy thì chúng ta phải tạp được cái tâm này thì chúng ta mới có thể đồng với Phật, đồng với Bồ Tát. Bây giờ đang tạp thôi chứ đồng sao đồng được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta tập. Thì lúc này đó,
cái vị sa di mới thui thủi buồn nghĩ là mình sống ở đâu nơi đây, đó là cậu mình là cái người thân duy nhất, mà giờ hình như cậu mình không có quan tâm tới mình thôi, giờ mình không có tu nữa, buồn cái nghĩ tu rồi. Giống như câu thầy nói sợ nhiều kẻ dạ buồn mà đổi chí vậy đó. Đồng đạo mình tu mà lâu lâu mà không gặp nhau mà nói chuyện kiểu này ở nhà thui thủi đó ha, là có khi buồn cũng ngã đó cô bác. Dạ, buồn là thối chí, tại vì mình chưa cái hành đạo của mình chưa có sâu sắc, chưa có thể sống một mình được, cho nên cần phải sao? Phải nương với nhau mà sống. Giống như ngày xưa Đức Thầy đi phía Nam đó, gặp đàn vịt đi, cái có con nó bị bệnh, cái thầy chăm sóc nó xong rồi cái nó tỉnh táo, nó đi theo bầy, cái thầy nói là vịt phải nhờ bầy mới sống. Thì hôm nay đồng đạo chúng ta cũng phải nương với nhau mà sống, chứ không thể sống lẻ loi được. Còn chừng nào người nào sống lẻ loi là người đó tu phải rất là siêu quá, mới có thể sống một mình mà không bị buồn. Trong hội trường mình bữa nay có ai sống mình mà không bị buồn không? Được như vậy rất là quý nha. Phải ráng làm sao mà tu đạt cái trình độ đó đó. À, có bạn cũng được mà không có cũng được luôn. Chứ nhiều khi không có bạn cái phải đi kiếm bạn đang mà tâm sự. Chứ mình buồn lắm. Thì lúc này cái vị sa di này đó, các bác anh chị em mới buồn đó, thôi giờ đó là mình không có tu nữa. Thì vị sa di này lúc này cũng mười mấy 20 tuổi rồi, cũng cái tuổi gọi là cái tuổi trưởng thành rồi. Cái mới nói như thế này thôi, giờ mình không tu, mình ra đời mình làm gì? Người ta ra đời người ta phải xây cơ lập nghiệp, mình có tài sản gì đâu. Ừ, phải rồi. Mình mới được người ta cúng cho sắp giải. Bây giờ làm gì bắt đầu tính nha. Mà lúc đó đang đứng hầu quạt ông thầy á mà bắt đầu tính rồi đó. Đang quạt mà trong tư tưởng tính rồi đó. Giống như đồng đạo mình vậy đó, đang ngồi niệm Phật mà bắt đầu tính rồi đó. Ví dụ như bữa nay mà đi đám nhà anh Út, cái ngày qua ngồi niệm Phật mà cũng tính nữa. Nó không biết bữa nay lại đám rồi sao, không biết đi chừng nào về nữa đây, thấy không? Gặp bà hai nói chuyện sao, gặp ông ba sao tính tùm lum chứ. À, thì cái đó là chúng ta cũng tính nữa. Hay hoặc giả là sống ở trong gia đình chúng ta cũng bị cái vọng tâm nó chi phối chúng ta hàng ngày. À, rất là nhiều việc để chúng ta bị nó chi phối. Thì lúc này đó là vị sa di cũng tính, của bác em nói bây giờ bán sắp giải cái mình làm gì. Thôi đầu tiên sắp giải là tiền ít thôi, mình mua một số gà mình nuôi. Nuôi một số gà này xong cái mình bán gà mua gì. Lúc này mình bán gà xong cái mình có tiền nhiều rồi, mình mới mua một con lớn hơn, tức là mua một con bò. Ở tính lên rồi mua một con bò nuôi xong cái mình bán bò có tiền nhiều rồi. Làm gì? Lúc này mình cũng lớn rồi, thôi giờ mình chọn bạn trăm năm, lựa cái cô nào dễ thương mình lập gia đình. Tính là nãy giờ là đi quá xa rồi đó. Lập gia đình xong cái làm sao được, 2 năm sau cái mình sanh được đứa con thằng tí quá dễ thương. Nhưng mà thôi giờ không, lâu quá mình không đi thăm thầy, mình làm gì, thôi giờ mình dẫn vợ con mình đi tới thăm ông thầy. Cái đi trên đường đi cái anh ta ẵm đứa con, thấy nó mỏi tay quá mà nãy giờ chưa có hết nghe, mới tính rồi nghe. Cái giao cho bà vợ ẵm, cái bà vợ bà sơ ý bà đi sao dắt chân té làm đứa nhỏ khóc. Anh ta nói thiệt là con vợ này hư thiệt, chỉ có ẵm đứa nhỏ mà cũng làm không xong nữa. Giận quá giận, anh ta khổ bà vợ, cầm cái cây khổ bà vợ. Mà lúc đó anh ta đang cầm cái quạt quạt ông thầy gì nè, khổ bà vợ mà không nghe gì mà nghe cái cốc, tức là khổ trúng cái đầu chọc của ông thầy. Lúc đó ông thầy nói, này tăng hộ ơi, con khổ không có trúng bà vợ con đâu mà trúng cái đầu chọc của thầy, nó kêu cái cốc rồi. Thì lúc đó tăng hộ mới giật mình. Giật mình là nãy giờ, sớm giờ rất lâu là mình chỉ nằm mộng chứ chưa có gì hết. Nằm mộng. Cũng như gần đây của bác anh chị em mình xem được một vài cái cuồng đĩa mà ở bên Phật giáo Thống Nhất các vị sư người ta sáng tác lên cái đề tài, tức là cái câu chuyện về tỉnh mộng đó. Cũng kể giống như câu chuyện của con vậy đó. Có một vị sa di này cũng vào chùa tu hành, sau khi lớn lên bị danh lợi tình cám dỗ, rồi cuối cùng ra thế gian, rồi gặp một cái cô người mẫu này kết duyên. Nhưng mà vì cô người mẫu thì quá giàu sang, cuộc sống quá đua đòi, cho nên anh ta không đủ khả năng, anh ta phải tính những cái chuyện làm mà đi giật đồ giật đạc người ta, để đem về cung phụng với cô này. Cuối cùng về tới nhà đó gặp cái cô này đang ngoại tình, mình đi kiếm tiền về nuôi vợ mà nhà vợ đi ngoại tình. Giận quá giận rồi, cầm dao vô đâm tình địch. Mà đâm tình địch không có chết, tại lúc đó đang ngồi quạt thuốc nam á. Quạt thuốc nam mà cầm dao vô hắt cái nồi thuốc nó bay cái rỗng. Lúc đó giật mình thức dậy tỉnh mộng. Đang nãy giờ đang sắc thuốc mà mơ giống như cái tăng hộ sớm đó, bao nhiêu là thời gian rất là dài. Vậy thì ở đây tóm lại tức là có khi chúng ta nghe câu chuyện như vậy chúng ta thấy ngộ nghĩnh, dễ cười. Nhưng mà coi chừng con với cô bác mình cũng đang nằm ở trong đó đó. Phải không?
Có khi mình tính toán đủ thứ trên của bác anh chị em đức thầy nói là sao, kẻ nhất dạ thường sanh bá kế, phải không? Trong một đêm mà chúng ta tính rất là nhiều chuyện thì chúng ta phải cảnh giác, đừng để cho mình sống trong mộng. Sống trong mộng là sống trong cái tư tưởng mông lung, cái gì không ra gì hết, mà tối ngày cứ suy diễn hoài. Vì vậy mà hôm nay chúng ta tu thờ đạo Phật, đạo Phật gọi là gì? Là phải dừng lại cái vọng tâm của mình. Vọng tâm tức là cái tâm tưởng về việc thế gian, đừng có chiều theo nó nữa, mà phải kiểm soát được mình, phải biết coi như là lúc này mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, mình đang giận hay đang buồn, đang thương hay là đang ghét. Vậy là chúng ta không có nằm trong mộng nữa. Chứ nếu không là chúng ta nằm trong mộng đó nghe. Mà nếu như hôm nay chúng ta không nhanh để mà thức tỉnh thì coi chừng chúng ta sẽ bị muộn màng. Cho nên thầy nói nè, muộn màng chân lý khó bằng an, thế thái trần mây giải mộng tràn, hỡi dòng tiên rồng mau mà mắt kim tìm đạo lý lành hầm la. Tức là đức thầy nói là hỡi giống tiên rồng mau mở mắt, đừng có ngủ nữa, phải tỉnh dậy mới được. Vậy thì cái giấc mộng thứ nhất là giấc mộng tràn, tức là giấc mộng dài, chữ tràn có nghĩa là dài. Người nào không còn đắm mê theo danh, theo lợi, theo tình thì người này không còn nằm trong danh lợi nữa. Cái người tu mình phải biết coi thường danh lợi của bác anh chị em. Mà sẵn nói thêm đi, nói coi thường danh lợi. Dù nhiều khi cái người xuất gia hay cái người tu sĩ ở cấp không nói làm chi, như cái người cư sĩ tại gia làm ăn lớn lao vậy có phải bị danh lợi không? Cũng như quý vị mình bữa nay tới đây gặp anh Út ở nhà đẹp gì có nói danh lợi không? Thì chúng ta phải hiểu kỹ là cho dẫu chúng ta giàu cỡ nào, chúng ta sang trọng cỡ nào, mà chúng ta không có cái tâm tranh đấu hơn thua, không có cái tâm nhiễm trước là chúng ta không có nhiễm danh lợi. Xác định điều như vậy. Dẫu rằng chúng ta không giàu cho lắm, chúng ta có một hai cái tài sản nho nhỏ mà chúng ta nhiễm thì chúng ta vẫn kẹt thôi. Chứ không phải nói ông kia ông giàu quá ông dính, còn tôi nghèo quá tôi không dính, chưa chắc đâu nghe. Quý vị mình có nghe câu chuyện không? Ông sư nọ ông có một bụi mía mà ông còn trở lại đó. Tức là xuất gia vô chùa tu hành đâu có tài sản gì đâu mà có trọng bụi mía. Cái dung phân tưới nước sao bụi mía nó quá tốt đi, ngày nào cũng ra dung phân tưới nước, mến tay mến chân chăm bón, cái lần nọ số vô thường tới cái ông qua đời. Thì lúc này ông có cái ông sư huynh tới đó, nghe là cái người sư đệ mình qua đời rồi, tới thì nhìn lên cõi trời cũng không thấy sư huynh mình, nhìn xuống địa ngục cũng không thấy sư huynh mình, tại vì ông sư đệ ông chứng đạo rồi, có thể mắt có thể xem coi như là các nơi không có bị chướng ngại. Thì nó ủa sao cái người tu không xuống địa ngục thì lên thiên đàng chứ đi đâu, xuống địa ngục là xuống độ thôi chứ không phải bị sa đọa. Ông mới kêu các đệ tử hỏi chứ hằng ngày đó là sư phụ các con đó thường gần gũi cái gì nhất. Quý vị đệ tử nó dạ hằng ngày thì ngoài cái việc công phu sám hối xong đó, thầy con hay chăm sóc bụi mía lắm. Ông nói bụi mía đâu? Nó dạ ngoài trước kìa, nhìn vô thấy bụi mía mập ù. Thì đệ nói rồi sư huynh mình bị cái bụi mía này rồi. Ông mới ra bụi mía, ông dùng đạo lực nhìn bụi mía thì thấy con sâu tổ bố. Mà con sâu này là ai? Sư huynh của mình. Vì luyến bụi mía mà phải trở lại làm con sâu, chứ không cần cái nhà lớn, không cần cái tài sản lớn, chỉ nhỏ nhỏ thôi là chúng ta trở lại rồi. Thành ra chúng ta phải hiểu là dầu chúng ta có tài sản hay không có tài sản, chúng ta phải tập cái tâm là dứt bỏ. Còn sống ở đây thì chúng ta còn có điều kiện để chúng ta bố thí sinh sống, nhưng mà phải nghĩ là đây chỉ là cái phương tiện thôi, không có gì để mà đặt nặng hết. Bởi vì thầy nói là gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước, không bao giờ đưa được. Chúng ta đắm nhiễm làm gì để chúng ta phải trở lại đây bằng cái vô thường giả dối tạm bợ này. Vậy thì chúng ta hiểu rằng cái người giàu mà biết tu hành không có nghĩa là người này sẽ đắm nhiễm, mà cái người chúng không có tài sản mà không biết tu hành
thì chúng ta sẽ có khả năng bị đắm nhiễm. Đắm nhiễm hay không là do tâm chúng ta, chứ không có do cảnh. Tâm chúng ta mà còn ô nhiễm thì một vật nhỏ chúng ta vẫn bị nhiễm. Tâm chúng ta mà thanh tịnh, dầu cái tài sản lớn hay là một cái tiền bạc lớn, chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Như quý vị mình có nghe câu chuyện mà xem thường danh lợi ngày xưa vào đời Vua Nghiêu đó. Có hai anh em, người này anh em bạn thôi, tức là Sào Phủ và Hứa Do quý vị, là người hiền. Nhưng mà thời gian hai ông bỏ lên núi tu hành, lúc này ông Vua Nghiêu đó, ổng là cái người vua, ông là một vị vua rất là thanh liêm và sáng suốt, anh quân lắm. Ông ta thấy con mình có nhưng mà toàn là không có đức độ để mà trị dân. Mà ngày xưa thì các vị vua hay có cái phong tục gọi là truyền hiền bất truyền tử, tức là giao cái ngôi vua lại cho người hiền chứ không cần phải giao cho con. Cho nên ông ta nghe cái tiếng Sào Phủ Hứa Do là người hiền ở trên núi. Sau khi mà tìm tới đó, ông ta gặp Sào Phủ đó, cô bác anh chị em, ông ta mới nói cái ý là muốn giao cái ngôi lại cho Sào Phủ vậy đó quý vị mình. Lúc này gặp con chứ con nhận quá. Nhưng mà Sào Phủ là một vị hiền cho nên ông ta không có nhận. Và khi Vua Nghiêu về rồi đó, ông ta đi xuống ở dưới nước, quá ông ta ngoáy cái lỗ tai mình vậy nè, rửa cái lỗ tai. Lúc đó Hứa Do đang dắt châu đi về, hỏi ủa bạn làm gì mà bạn ngoáy cái lỗ tai là sao ạ? Cái ông Sào Phủ nói hồi sớm ông Vua Nghiêu ông tới đây nè, ông thỉnh tôi rước tôi về để mà làm vua. Tôi nghe cái chuyện danh lợi đó, tôi sợ nó dơ cái lỗ tai tôi cho nên tôi rửa. Thì lúc này đó ông Sào Phủ ông rửa tay, thì ông Hứa Do ông thấy vậy cái ông nói thôi nếu mà sư huynh rửa tay vậy thôi để tôi dẫn trâu tôi lên trên nước để ở dưới dòng đây nó uống ba cái nước đó cái dơ miệng à. Thành ra đó là cái chuyện của hai người, người ta đối đáp sao mình cũng không hiểu, sao mà phi thường quá gì đâu, tới rửa cái lỗ tai nghe cái chuyện danh lợi mà ta còn phải sợ tới vậy đó quá anh chị em. Và ông ta còn nói thêm là anh làm cái gì mà để cho ông Vua Nghiêu biết anh là người hiền à? Câu nói nhẹ nhàng thôi mà cũng có ý sâu sắc lắm đó. Thôi ý này con không bàn, con bác mình về nhà suy nghĩ đi, giờ năm sau gặp lại cái mình bàn. Nói sao mà làm khó quá phải không? Thôi con nói sơ sơ nè, sở dĩ Sào Phủ nói là anh làm cái gì mà để cho ông Vua Nghiêu biết anh là cái người hiền mà tới tìm anh để mà truyền ngôi à? Là cái ý Sào Phủ nói đó, Hứa Do nói đó, là chắc có lẽ là anh cũng là cái người hiền mà hình như anh không có kính trong cái danh của mình để cho người ta biết đó. Bởi vì cô bác mình thấy người xưa người ta đặc biệt không? Mình hiền rồi mà còn giấu nữa, không dám cho người ta biết. Biết vậy là có ý hơi khoe đó. Còn mình giờ không biết tu sao người ta không biết, còn kêu chỉ cho người ta biết nữa, phải không? Vậy là mình chưa bằng người xưa được mà sao bằng được, mình mới tập tu mà. Vậy thì hôm nay hiểu được ý này là chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chừng nào người ta biết là tự người ta biết, chứ mình không nên có cái ý để cho người ta biết. Mình có cái ý để cho người ta biết là nó bị kẹt liền cô bác anh chị. Ý này rất là cao ha, nhưng mà con của bác mình phải ráng làm thôi chứ làm sao giờ. Tại vì trong đạo Phật nói tu mà còn thấy mình tu là chưa phải là tu, chứng mà còn thấy mình chứng thì chưa phải là chứng. Đó là cái ý rất là cao. Trình độ bây giờ không biết con của bác mình có đạt được hay chưa, nhưng mà từ từ chúng ta phải tiến tới đó. Sở dĩ mà chúng ta tránh cái này là bởi vì mình làm cái gì mà mình muốn cho người ta biết đó, mà mai mốt người ta không biết cái mình dễ phiền lắm, phải không? Thành ra mình làm là để ích lợi cho mình thôi, người khác có biết hay không điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta làm với cái bổn phận, làm với cái tâm là vì ích lợi người khác thôi. Ví dụ như chúng ta làm từ thiện xã hội, bố thí giúp đời, người khác biết thì biết, không biết thì thôi, mình không cần phải phô trương làm gì. Giống như câu người xưa nói là hữu xạ tự thiên hương, hà tất đương phong lập. Có mùi thì tự nhiên nó thơm, không cần phải đứng ở trước gió. Vậy thì đó là cái câu chuyện nói về cái vấn đề là xem thường danh lợi. Hôm nay cái người tu chúng ta muốn tiến bộ, muốn đạt đến cái trình độ cao siêu thì chúng ta phải biết xem thường cái điều này của bác anh chị em. Thì trên đường tu chúng ta mới tiến bộ, và được như vậy là chúng ta không còn nằm ở trong giấc mộng nữa. Ngày nào chúng ta rời khỏi danh lợi là ngày giờ đó chúng ta không còn nằm ở trong mộng nữa, là thức rồi đó, là thiền, là thánh rồi đó nha. Còn mình còn ngủ hoài đó là còn chúng sanh hoài, không thể nào tiến lên được. Cái giấc mộng thứ nhất trong cái chủ đề chính này để Hường giới thiệu đó là cái giấc mộng tràng. Giấc mộng tràng tức là cái giấc mộng dài. Vậy thì hôm nay cái người tu chúng ta làm sao cho mình đừng có ngủ ở trong mộng nữa, phải tỉnh dậy mới được cô bác anh chị. Bây giờ cái giấc mộng tiếp theo là giấc mộng gì? Một là giấc mộng tràng, thứ hai là giấc mộng gì?
Quý vị mình có thuộc câu giảng nào mộng không, nhớ tiếp tôi coi. Câu nào? Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Rồi qua mộng khác rồi đó. Rồi sớm mộng khác, giờ mộng khác, sớm là mộng tràng, bây giờ tới mộng ảo. Mộng ảo là gì? Chữ ảo tức là không thật. Mộng ảo tức là cái điều không thật. Vậy thì trong câu giảng nữ thầy nói là cái người tu hành mà vô tình, tức là chỗ khác thì đức thầy nói là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Mà đôi khi chúng ta không có nhất tâm mà chúng ta vô tình đó quý vị, mình cũng theo đạo nữa mà chúng ta theo không có hết mình thì sao? Đức thầy cho biết là phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Cái người theo đạo mà không có hết nhiệt huyết, không có hết lòng thì cái người này mai mốt sẽ bị xa ngã liền. Xa ngã ở những cái việc không đâu, ở những cái việc giả tạm trên thế gian này. Thành ra hôm nay cái người tu mình đó đừng có bị xa ngã theo mộng ảo nữa quý vị mình. Thì nói tóm lại mộng ảo cũng là những cái đắm nhiễm ở trong thế gian này, cũng là danh, cũng là lợi, cũng là tình, cũng là ăn sung mặc sướng, cũng là ngũ dục, sắc đẹp, danh vị, ăn ngon, ngủ kỹ, đó là những điều mà chúng ta bị đắm nhiễm theo. Mà ngày giờ nào chúng ta còn đắm nhiễm theo điều này thì giống như chúng ta bị sa ngã theo cái nơi mộng ảo. Tức là không, những điều không có ra gì hết đó mà chúng ta cũng đắm nhiễm theo nữa. Cho nên chỗ khác thầy nói là sao, là bỏ hết các điều phù phiếm đó. Phù phiếm là những điều băng quơ không thiết thực. Ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Chứ đừng có bị cái mộng ảo này mà nó cám dỗ mình. Bây giờ mộng ảo xong tới mộng gì? Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng. Tới cái mộng tiếp theo là ác mộng. Ác mộng là cái giấc mộng hung dữ đó. Cái giấc mộng mà khi mình nằm chiêm bao, mình ngủ mình gặp những cái cảnh mà chết chóc ghê gớm, kinh tởm, nó gọi là ác mộng. Vậy thì hôm nay Đức Thầy cho biết là những người nào sống trên đời này mà chưa theo đạo Phật, chưa biết giác ngộ tu hành thì người này vẫn còn sống ở trong cái ác mộng. Vậy thì hôm nay nếu thầy đã xác định, nếu như người nào mà biết tu hành, biết quay về đạo Phật là người đó không còn nằm trong ác mộng nữa. Tức là không còn sống trong cái cảnh hung dữ, không còn sống trong cái cảnh mà ghê tởm nữa cô bác anh chị em mình. Mình phải qua được cái ác mộng này nghe. Ác mộng tức là trong cuộc đời mình tạo nên những cái chuyện hung dữ, những cái chuyện mà gây ra những cái nghiệp lớn lao, gọi là ác mộng. Mà nhờ theo Phật thì chúng ta mới vượt qua được cái ác mộng này. Ác mộng và mộng nhiều mộng lắm, nhưng mấy cái mộng này con nói sơ thôi nha. Rồi tới nhược mộng nữa. Thầy nói phù sanh nhược mộng, đời lao khổ, tịnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Rồi mộng phiền nữa quý vị mình. Mộng phiền là giấc mộng buồn đó. Mà thầy nói nè, mộng phiền muôn khỏi phải làm sao, hung dữ ác nhân chớ bước vào, nhìn tâm nhu nhược chờ dần đến, vậy mới rời xa cảnh máu đào. Vậy giấc mộng tiếp theo là cái giấc mộng phiền, là cái giấc mộng buồn. Mà thầy nói mộng phiền muốn khỏi phải làm sao là Đức Thầy hỏi mình đó. Muốn thoát khỏi cái mộng phiền này phải làm gì? Thì Đức Thầy đưa ra phương pháp cho mình là hung dữ ác nhân chớ bước vào. Đừng có làm hung, đừng có làm dữ, đừng có làm ác thì không nằm trong mộng phiền nữa. Dình tâm nhu nhược chờ vẫn đến, nhu nhược là phải dình cái tâm mềm dẻo, nhẫn nhịn đó để chờ cái thời đến. Vậy mới rời xa cảnh máu đào, mới rời khỏi cảnh là chết chóc đau thương sau này của bác anh chưa. Dù máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình sao mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh mà để nước đến chôn mới nhảy đùng. Giờ đó không có kịp, bây giờ phải tỉnh đi, đừng nằm trong mộng phiền nữa. Nãy giờ nói toàn là mộng phiền không phải không, giờ tới mộng gì? Tới mộng vui đi. Mộng vui là mộng gì? Thoáng qua mùi diệu phô trương, kiểu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân. Giờ tới mộng gì rồi?
mộng xuân phải không? Mộng xuân, nghe cái mộng này nó hơi dễ thương quá. Mộng xuân là sao? Tức là cái mùa xuân là cái mùa đẹp đó. Ở đây mộng xuân là Đức Thầy muốn nói là chúng ta đang sống trong cái cảnh đẹp, cái cảnh hạnh phúc ở thế gian này gọi là mộng xuân đó. Ví dụ như người nào mà ta được giàu có, danh vọng, gia đình đầm ấm thì người này đang sống ở trong mộng xuân, tức là sống trong cảnh vui. Nhưng mà sống trong cảnh vui nó có hại gì không? Nhìn theo cái mặt của thế gian là không có hại, đó là cái phước của mình. Nhưng mà nhìn theo cái Phật Pháp, nếu chúng ta không biết tỉnh giác thì đây cũng là cái nguy hại. Nguy hại là sao? Mình sống trong cảnh giàu, mai mốt mình bị mất giàu, mình có buồn không? Buồn. Mình đang đẹp mà tự nhiên mình bị xấu, mình bị buồn không? Buồn. Cũng như đại hường đó đang mặc với cái ăn gạo lứt, cái giờ nhìn giống như thân tàn ma dại nè, mà nhà không giác tỉnh cái cũng buồn nữa. Hồi đó đi đâu người ta không khen thì cũng không có chê, mà giờ toàn là chê không. Chèn ơi sao lúc này để bèo quá. Thành ra những cái sang, cái đẹp, cái gì mà chúng ta có được trên thế gian này mà nếu không có cái tầm nhìn Phật Pháp, mai mốt mất rồi mình rất là buồn. Cho nữ thầy nói là kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân, đừng có mê theo cái đẹp nữa. Mê theo cái đẹp rồi mai mốt cái đẹp mất cái mình buồn à. Phải không cô bác anh chị? Mà bởi vì mình sống ở trong thế gian này, quý vị mình biết là cuộc đời chúng ta là vô thường. Cái câu người xưa nói là sao nè? Vô thường mau lẹ khá hồi đầu, thân này tuy có nhưng mà chẳng bền lâu. Nó đâu có bền đâu, nó phải thay đổi rồi. Thành ra mình phải biết vậy đó, mai mốt có bị vậy đừng có buồn. Cái gì cũng có duyên hết trơn á. Mình bị tai nạn, bị bệnh hoạn, bị khó khăn cũng là cái duyên cớ chứ không phải đương không. Ví dụ như người ta tới người ta nói nặng mình phải hiểu nó có hai điều. Một là người ta gieo nhân, thứ hai là mình hưởng quả đó. Gieo nhân là người ta tới người ta chửi mình, cái là người ta gieo cái nhân với mình. Mà có khi mình cũng lãng lãng gì với người ta đâu, mấy ngày trước người ta mới tới người ta chửi mình. Phải xét mới được, nó có hai điều. Nếu như mà là cái trả quả đó thì chúng ta dễ nhịn phải không? Tại vì mình kỳ với người ta, bây giờ người ta chửi phải rồi. Nhưng mà cái người ta mới gieo nhân đó là dễ buồn đó nghe. Nó chèn ơi đương không, mình không có làm gì kỳ với người ta hết trơn, tự nhiên người ta tới người ta chửi mình à. Cái này là khó nhịn là nghe, mà phải nhịn được thì chúng ta mới tiến lên. Vậy thì cái giấc mộng tiếp theo là kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân, đừng có đắm mê theo cảnh đẹp này nữa. Bởi vì chỗ khác thầy nói nè, ai giàu có thông dung thanh nhã, ta lo đời sắt đá bền gan, âu sầu nức giọng riêng than, trách dân chẳng sợ hầm lan chứ gần. Thành ra Đức Thầy cho biết con người sống trên thế gian này thông dung thì được thanh nhã, nhưng mà Đức Thầy thì lúc nào cũng vì bổn phận lo cho đời. Thành ra Thầy cũng không có màng tới nữa cô bác anh chị. Trần phú quý thì trần thông thả, chứ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Đức Thầy không bao giờ đắm hồng trần, và Đức Thầy cũng muốn cho tín đồ phải giống vậy đó. Ví dụ như mai mốt mình không có phú quý như người ta cũng đừng có tủi thân. Chứ chỗ khác Thầy nói làm sao? Thương người nghèo khổ lắm lèm. Thấy gì? Thấy cảnh sung sướng, nó thèm quá tai. Đó là cái tâm chúng ta chưa tiến bộ đó. Còn cái người mà chúng ta tu hành mà tiến bộ rồi, thấy người ta như vậy là mình mừng cho người ta, chứ không có cái ý mong cầu. Gọi là cuộc sống mình phải biết tùy duyên của bác anh chị em. Cái gì đến là đến, cái gì đi là đi. Chúng ta không mong cầu thì chúng ta sẽ được cái hạnh phúc mà ngay mình đang có. Có đôi khi chúng ta sống cái này, trong cái hoàn cảnh này chúng ta không biết tận hưởng cái hạnh phúc mình đang có, mà chúng ta cứ mong lung ở những cái gì xa vời, thì hạnh phúc không bao giờ đến được với chúng ta. Mà hạnh phúc có được của chúng ta là phải biết cảm nhận được những gì chúng ta đang có. Cũng như lần nọ có ông này nè, có bác anh chị em, ông bị tai nạn, cái ông bị mất cái chân đi, còn có một chân một. Cái mấy người bạn mới tới thăm, nói chèn ơi tội nghiệp cho anh quá, người ta quan trọng là hai cái chân để mà đi tới lui, mà giờ anh còn có một chân một quá tội nghiệp rồi. Mà thiệt gặp mình tôi yếu mình cũng khóc luôn. Mà ông này ông nói như vậy nè, ông nói thấy như vậy đó chứ mai mốt tôi tốn có một chiếc dép một rồi. Hai chân thì tốn hai chiếc dép, bây giờ có một chân chiếc một rồi. Hạnh phúc liền à. Hạnh phúc trong tầm tay là vậy đó cô bác anh chị, mình phải biết cảm nhận mới được, chứ đâu cần phải đầy đủ hết chúng ta mới có hạnh phúc đâu. Cho nên cái câu người xưa nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, mà hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Ngay những cái chúng ta đang bị mất mát mà chúng ta phải tìm ra cái hạnh phúc.
Giống như ngày xưa Đức Thầy ra miền Đông đó, cô bác anh chị em đi truyền đạo, đi cứu nước, có khi nghe nói là tới lúc có nghe là Đức Thầy không còn cái áo để mà mặc đó, cô bác anh chị em. Khổ tới như vậy đó. Cái tín đồ mới tới khóc, nói chèn ơi Thầy là một bậc giáo chủ, là vị Phật mà giờ đây Thầy phải bị như vậy, khổ sở như vậy. Thầy mới nói về nè, có anh chị em Thầy nói là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có cái hay của nó, nếu như chúng ta biết tìm ra. Cũng như có lần Đức Thầy ở trong Bưng Biền đó, cô bác, cái nhà báo Hồng Nguyên tới phỏng vấn Đức Thầy đó, hỏi Đức Thầy là đời sống ở Bưng Biền có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng. Tức là ông nhà báo này ông hỏi Đức Thầy chứ ông sống ở Bưng Biền vậy đó, mà cái chuyện tu hành của ông có bị trở ngại không? Tại vì người ta nghĩ cái người tu là phải sống trong trang nghiêm thanh tịnh, mà bây giờ ở trong Bưng trong Biền rồi. Đức Thầy mới trả lời như vậy nè: cái hành đạo đúng theo ý nghĩa và xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sinh. Đó là thỏa mãn trong sự hành đạo của mình. Còn những sự tùy tiện về vật chất đối với tôi không có nghĩa lý gì hết. Quý vị mình nghe thấm thía không? Thấm thía là sao em ru? Vậy thì con với cô bác mình mai mốt cũng phải ráng được gì nha. Ráng được cái câu mà Thầy nói: những sự tùy tiện về vật chất đối với tôi không có nghĩa gì hết. Chứ đừng có nói đâu, những sự vật chất đối với tôi rất là quan trọng. Vậy là chưa hiểu được ý của Thầy. Mình phải giống như Thầy vậy đó. Thầy sao thì trò phải vậy, chứ Thầy vậy mình khác sao được. Vậy thì thưa cùng tất cả cô bác anh chị em, đó là cái giấc mộng tiếp theo, là những ai sống trong cuộc đời này mà hạnh phúc được cái cảnh vui thì Đức Thầy kêu hãy tỉnh đi, vui vui nhưng mà phải tỉnh đi, đừng có vui quá rồi mai mốt quên luôn á. Chỗ khác Thầy nói là sao nè: chuông kia treo sợi chỉ mành. Tức là cuộc đời này giờ nó khổ giống như mà chuông mà treo chỉ vậy đó, nó mỏng vậy đó. Chẳng lo thân phận, lo dành bươm ông. Giờ Đức Thầy nhắn nhủ thêm nè nghe: hiếu trung hãy liều cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Thành ra bây giờ phải làm cho xong bổn phận mình đi, chứ đừng có đắm đuối theo thế gian này nữa. Đừng có coi như say mê ra thế gian nữa, thì như vậy chúng ta mới thoát được cái mộng xuân. Bây giờ tới giấc mộng tiếp theo là giấc mộng gì? Sớm giờ mộng gì rồi? Mộng ảo, mộng phiền, nhược mộng, ác mộng, mộng xuân. Tới mộng gì? Tới mộng sầu. Sớm vui giờ trở lại rầu. Mộng sầu là cái giấc mộng rầu đó. Thì hôm nay Đức Thầy cho biết là chúng ta đang sống trong thế gian này, dù vui dù buồn, nhưng mà theo cái nhìn của Đạo Phật là tất cả đang sống ở trong giấc mộng sầu. Ai cũng bị buồn hết trơn. Mình bị đau khổ là mình sống trong giấc mộng sầu đó, cô bác anh chưa? Mà cái câu mà Đức Thầy đáp quả với Nguyễn Thanh Tân, Thầy nói là mộng sầu tan giác hiệp liên đàn, hai chữ từ bi thẩm nghiệp an, bài trí năng soi chân giáo lý Phật tiền hưởng ứng kiến long nhan. Giờ tới đây giải nghĩa bài thơ này một chút nha cô bác. Ông Nguyễn Thanh Tân cũng hỏi Đức Thầy đó là gia đình kỹ cá hội long đàn, dân nho nha, ngưỡng vọng cao ân tố nghiệp sang, phi dụ tiết phong tầm chánh lý, nho tông dị bác hiệp tôn nha. Đức Thầy mới trả lời là mộng sầu tan giác hiệp liên đàn, hai chữ từ bi thẩm nghiệp an, bài trí năng soi chân giáo lý Phật tiền hưởng ứng kiến long nha. Sao có cần giải nghĩa không quý vị? Ở đây quý vị mình thâm niên cho khỏi giải được không? Không hả? Thôi có một số quý vị cũng thâm niên, có một số quý vị cũng cần hiểu thôi, mình giải sơ sơ ha. Thì ông Nguyễn Thanh Tân hỏi Đức Thầy là gia đình kỹ cá hội long đàn, tức là khi Đức Thầy ra đời, Nguyễn Thanh Tân tới mà học đạo tìm hiểu, ông hỏi Đức Thầy đó. Gia đình tức là hỏi gia đình của Đức Thầy đó, kỹ cá là cái cá nhân đó, hội long đàn tức là ở trong gia đình của ông đó là có được mấy người giống như ông vậy, giống như ngài vậy, tức là cái vẻ rồng vẻ thánh đó, cái vẻ mà siêu phàm đó. Ông ta hỏi Đức Thầy chứ trong gia đình của ngài có được những mấy người siêu phàm như ngài vậy. Ngưỡng vọng cao ân tố nghiệp sang là tôi rất là mong mỏi được nghe những điều mà ông cho biết để tôi sắp hỏi tới đây.
Rồi phi dụ tiết phong tập chánh lý, nho tông dị bác hiệp tôn nhan, tức là cái tôi là cái người còn non nớt, theo đạo nho nhưng mà còn non nớt, nhà ông hãy trình bày cho tôi biết. Thì Đức Thầy nói là mộng sầu tan giác hiệp liên đàn, hai chữ từ bi thẩm nghiệp an. Tức là bây giờ đó ông hãy tỉnh giác đi, hãy quay trở lại tu hành, hỏi chi mấy cái chuyện gia đình làm gì, đừng có sống ở trong giấc mộng nữa. Tan giác tức là phải tỉnh dậy đi. Hiệp liên đàn, chữ hiệp là hợp nhau, chữ liên là sen mà chữ đàn là đường. Hãy đi theo con đường của Phật Thánh. Rồi hai chữ từ bi thẩm nghiệp an. Hai chữ từ bi thẩm nghiệp an tức là hãy nương theo cái tinh thần từ bi để lập cái sự nghiệp tu hành của mình. Cái người tu hành mình phải lấy từ bi để mà làm chính trong cuộc đời của mình. Hai chữ từ bi thẩm nghiệp an. Bài trí năng soi chân giáo lý. Bài trí tức là bài ra một cách coi như là có trình tự, năng soi là có cái khả năng soi rọi chân giáo lý, tức là cái giáo lý màu nhiệm. Đức Thầy nói là ông hãy xem theo cái giáo lý màu nhiệm này để mà tu hành. Phật tiền hưởng ứng kiến long nhan thì một ngày nào đó ông sẽ được thấy Phật ở trước mặt. Thì tại vì cái câu mộng sầu nó có liên quan tới bài thơ này, bắt buộc con phải giải nghĩa thêm nha quý vị mình. Thì cái mộng tiếp theo tức là mộng sầu. Mộng sầu tức là cái cảnh buồn rầu. Hôm nay cái người tu chúng ta đó là phải thoát khỏi cảnh buồn rầu. Mà Đức Thầy cho biết chỗ khác làm sao nè. Tự lương đeo đuổi giấc mộng sầu, bờ hỡi dương trần khá liều âu. Nước lửa đến chân ôi khó nhảy, có giò phóng riết lọt ngoài sông. Tư lương là gì? Tư lương tức là những cái vật chất trong cuộc đời này. Đức Thầy nói cái người nào đeo theo đây hoài là đeo đủ giấc mộng sầu. Mà Thầy dặn mình là phải bớ hỡi dương trần khá liệu âu, phải lo để mà thoát khỏi cái mộng sầu này, chứ đừng để cho cái việc cuộc sống nó làm cho cuộc đời chúng ta phải bị dính liền, phải bị coi như là gia viên ràng buộc không thoát khỏi cảnh này. Đó là cái mộng sầu. Hay cho các thầy nói là sao nè, bổn đạo từ nay gác mộng sầu. Hay là dẹp lợi danh, dẹp hết sao mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Vậy thì ngày giờ nào mà chúng ta muốn trở lại với cha với Chúa là chúng ta phải dẹp lợi danh rồi dẹp mộng sầu luôn. Còn sống trong mộng sầu là trở lại với cha không có được, trở lại với Chúa không có được. Mà nói tới đây con hỏi thêm nữa, cha mình là ai mà mình phải trở lại với cha mình đây? Có phải cha mình là cha mẹ mình đã sanh mình ra phải không? Không phải hả? Vậy chứ ai? Thầy hả? Câu nào chứng minh? Thôi để con chứng minh giùm ha. Thầy nói nè, con lành điều đủ nghĩa nhân, cha là Phật Thánh tiên thần phước dư. Chứng minh vậy chúng không cô? Chúng ha. Tức là cha chúng ta là Phật Thánh tiên thần phước dư, đó là cha đó. Thành ra sau này chúng ta phải theo cha, tức là theo Phật. Còn cha sanh mình ra thì cái điều đó là bổn phận chúng ta phải lo cho cha mẹ mình. Nhưng mà chúng ta phải tu để theo Phật, tức là theo cha của mình, tức là cha là Phật Thánh tiên thần phước dư. Thôi giờ cho qua cái mộng sầu đi, chứ ở đây còn nhiều cái mộng nữa lận. Thấy như trong giáo lý thầy nhiều mộng lắm nha. Bữa nay nói cho hết à. Rồi tới mộng tiếp theo là mộng gì? Mộng tiếp theo đó là giấc mộng Nam Kha. Đúng vậy, mình từ xưa giờ nghe hoài đó. Trong cái bài Tỉnh Bản Trần Gian, thầy nói là giấc mộng Nam Kha trốn thế trần. Tức là đời đường có cái ông này tên là Lý Công Tá đó, thuật lại chuyện của Thuần Du Phần, nó lên kinh ứng thí. Giờ đi mệt mỏi cái ghé ngay gốc cây què nằm nghỉ, cái thấy mình vô thi đậu làm quan, được vua đó bổ nhậm coi như là làm phò mã luôn. Rồi sau này đó vua coi như là ra lệnh cho đi trấn ở tại cái đất Nam Kha đó, bác anh chị em mình, cái giặc giả tới đánh thua trận về, rồi công chúa đã bị bệnh chết, cho nên vua nghi kỵ cắt chức luôn. Cái lúc này ông buồn quá, nói chừng cắt chức về quê, cái ông đang đi cái ông dắt cây, cái ông giật mình thức dậy. Mà sớm giờ mình đang ngủ trên cái gốc cây què, thành ra cái ông ngủ mà ông xây đầu về hướng nam đó, thành ra cái nước Nam Kha là cái hướng nam.
Mà cái cây què tức là cái giấc gọi là giấc mộng què an đó, mà cái đàn kiến ở dưới chân ổng chắc là quân sĩ từ sớm giờ. Thành ra cuối cùng ổng suy nghĩ kỹ lại cuộc đời mình như giấc mộng, cho nên thôi đi tu luôn, không có còn sống ở trong mộng nữa. Nên ngày xưa mới Lý Bạch nói một câu là phù sinh nhược mộng, di quan hỷ hà, đời người như mộng, vui có là bao. Đó là giấc mộng Nam Kha. Cho nên cái câu người xưa nói là giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy mà thấy mình tay không. Còn Đức Thầy cho biết làm sao của bác anh chị em mình? Bội hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh néo lời xem ra ít gì. Bữa nay nói hơi gấp quá cho nên kể chuyện nó hơi gấp, quý vị mình chịu khó nghe. Tại vì con biết cái chuyện này quý vị mình nghe rồi cho nên kể sơ thôi. Thế gì vậy, tới giấc mộng tiếp theo, tới giấc mộng gì? Sao thời gian gần hết mà cứ mộng hoài vậy? Bữa nay quá nằm chim bao rồi. Giấc mộng tiếp theo là giấc mộng vàng. Cho nên thầy nói là giấc mộng vàng đặng truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bạo mà mê. Hồi sớm giờ là những cái giấc mộng phàm phu thế gian nha, nhưng mà tới giấc mộng vàng này là cái giấc mộng quý báu, cái giấc mộng mà được Phật tiên truyền đạo ở trong mộng đó cô bác anh chị. Tức là nói tới đây con xin phép kể lại cái câu chuyện mà giấc mộng vàng. Tức là quý vị mình có dịp mà đọc lại cái bộ truyện gọi là Thất Chân Nhân Quả, ngài coi như là Dương Trùng Dương đó cô bác anh chị em, tức là ông ta coi như là được truyền ở trong mộng đó cô bác anh chị em mình. Tức là vào một hôm đó là Lữ Đồng Tăng và Hớn Trung Ly đó mới giả ra hai cái người ăn xin tới nhà của ông để mà là xin đục mưa, và đồng thời tá túc thì ông ta rất là tốt, ông ta đối đãi đâu đó tốt đẹp lắm, và mưa luôn 3 ngày ông ta vẫn nuôi ba hai người ở nhà. Và sau khi mà sửa soạn chia tay, ông ta mới hỏi gì chứ hai người có cần cái gì để sinh sống hay không ông sẽ giúp đỡ. Thì hai người chẳng những không nhận mà còn nói câu là gia kê hữu thực can qua cận giả hạt vô lương thiên địa khoan, thì không nhận. Và ông mới đưa tiễn hai người này đến một cái nơi để mà chia tay. Thì sau khi tới đây rồi bước lên cầu, hai vị mới nói là thôi ông có lòng đưa tiễn tới đây, hãy bước tới đây mà uống với chúng tôi chung rượu. Thì sau khi uống xong, mà đây là rượu tiên nha, uống xong thì ông ta thấy mình say xưa và ngủ liền của bác. Được hai vị dẫn lên núi và đến một cái ao sen nọ có 7 bông sen. Thì 7 bông sen này là gì? Là Thất Chân Nhân Quả đó, Khưu Lưu Đàm Mã Xích Dương Tôn. Và ông ta có cái ý là muốn đến đó để mà hái một bông. Thì lúc này hai vị tiên biết ý là lội xuống hái đưa cho ông, và nói là 7 bông sen này tức là 7 vị tiên sau này ông hãy coi như là họ có duyên với ông hãy ráng cố gắng để mà sau này độ họ. Và hai vị mới thuyết đạo cho ông nghe, thuyết đạo trong mộng của bác, thuyết cho ông nghe, thuyết truyền Phật pháp cho ông nghe, tức là truyền trong mộng đó. Thì tới chừng mà ông ta giật mình tỉnh dậy thì mình đang nằm ở trong nhà, mà sớm giờ mộng thấy được hai vị tiên này xưng cái tên là Vô Tâm Xương và Kim Trọng, mà chiết tự ra đó là Lữ Đồng Tăng và Hớn Trung Ly. Cho nên ông ta mới ở suốt trong phòng 12 năm suy nghiệm cái lời của hai vị này dạy. Và sau khi mà tu hành đúng 12 năm là đắc đạo xuất phòng và độ được 7 vị chân tiên là Khưu Lưu Đàm Mã Xích Dương Tôn, Khưu Trường Xưng, Lưu Trường Sanh, Đạt Mã Đơn Dương, Xích Thái Cổ, Dương Trùng Dương và Tôn Bất Nhị. Đó là câu chuyện của ngài trong Thất Chân Nhân Quả mà được truyền đạo ở trong mộng. Thôi bây giờ tóm lại là giấc mộng vàng đặng truyền đại đạo, tức là nhờ cái giấc mộng tốt mà được thấy đạo ở trong mộng. Thì hôm nay mong rằng con với cô bác mình tu đó, mai mốt mình không còn nhược mộng nha, không còn mộng sầu nha, không còn mộng phiền nha, không còn mộng quyển nha, không còn coi như là ác mộng, mà còn mộng gì? Còn mộng vàng, tức là giấc mộng thấy được tiên Phật và được tiên Phật truyền đạo. Nhưng mà được vậy là phải tự nhiên chứ mình không có mong cầu nha. Cái người tu mà mong cầu là lọt vô cái chỗ mê lầm, bị ma ám liền, phải dặn chỗ này đó. Mình tu tự nhiên tiên Phật cảm ứng cho mình biết thì cái điều đó tự mình biết. Còn chúng ta mong cầu là điều đó không đúng. Bây giờ con xin phép nói thêm cái ý này nữa để kết thúc nè. Tức là vào thời Đức Phật đó, của bác mình A Nan đó có nằm thấy 7 cái giấc mộng. Chúng ta nói lên 7 giấc mộng này để cảnh tỉnh cái thời, cái người tu chúng ta thời này phải cảnh tỉnh cái điều này. Tức là lần A Nan nói với Phật đó là: Phật ơi, con một hôm, đêm hôm này con ngủ đó, con có thấy chim bao rất là lạ. Đức Phật mới nói là cái chuyện chim bao là cái chuyện mộng mị. Chim bao nó có 4 điều. Thứ nhất
là do ban ngày chúng ta ăn cái gì đó không tiêu, tối tới ngủ chúng ta dễ sanh mộng lắm. Quý vị mình mà ăn cái gì lình bình ngủ mà không tiêu là ngủ dễ sanh mộng. Thứ hai là chúng ta nằm mà bị cắn bên nào đó, máu chúng ta chảy không đều cũng sanh ra mộng. Cái mộng thứ ba là do a lệ gia thức chúng ta hàng ngày nó thu thập hết những cái chuyện cuộc sống chúng ta tới ngủ nó xả ra, hay là cái việc chúng ta mong sắp tới cũng sanh mộng. Nhưng mà có cái thứ tư này gọi là thần mộng. Thần mộng là những cái giấc mộng có thật. Giống như ngày xưa mà hoàng hậu Maya đó mộng thấy voi sáo ngà từ cõi trời đâu sức mà chui vào hông của bà, đó là thần mộng. Hay là đức bà được chư thần dẫn đức bà lên tại dãy núi Tà Lơn và dâng cho đức bà một trái đào. Thì sau khi đức bà ăn trái đào xong là từ đó trở về sau là đức bà có mang sau này đản sinh vào đức thầy chúng ta. Thì đó gọi là thần mộng. Vậy Đức Phật nói mộng là quyển quá, nhưng mà giấc mộng của ông sao? Thì A Nan nói cái giấc mộng thứ nhất đó là con thấy đó, tất cả sông suối ao hồ đều bị lửa bốc cháy. Nhưng mà cái điều này mình nói ra có khi đụng chạm, nhưng mà cái điều này trong kinh nói thì mình có quyền nói lại. Giả lại con với bác mình cũng là người tu theo Phật, cho nên chúng ta cũng có bổn phận không có gì phải sợ đụng chạm. Thì Đức Phật nói cái mộng đó đó là cảnh báo sau này đó, là các đệ tử của ta có những người tu hành đó không chân thật, được người ta lo lắng ủng hộ đủ điều mà lại làm những việc sai quấy. Đức Phật nói tới Đức Phật rất là buồn. Sau này trong hàng đệ tử của Phật sẽ làm ngược lại cái lời Phật dạy. Nghe tới đây con chú bác mình phải cảnh giác nghe. Mình mà làm ngược lại lời Phật dạy là Phật đau lòng, thầy đau lòng lắm đó. Cái Đức Phật hỏi chứ điểm mộng thứ hai là gì? A Nan nói cái điểm mộng thứ hai là con thấy là bầu trời không có gì sao, không có ánh trăng luôn, tối thui, và đầu của con đó là cao ngang 9 tầng mây. Đức Phật nói cái điều này cảnh báo, tại vì lúc đó Đức Phật đã 80 tuổi. Đức Phật nói là 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn, là bầu trời bị tối thui giống như Phật đã nhập Niết Bàn, thì tất cả chúng sinh bị tâm tối, không có một gì sao, tức là tất cả chúng sinh, tất cả những đệ tử ưu tú của Phật cũng nhập Niết Bàn theo luôn. Và đầu của ông cao ngang 9 tầng mây, tức là sau này để chứng hơn Phật pháp thì các tỳ kheo yêu cầu A Nan đứng ra để mà kết tập kinh điển. Cái giấc mộng thứ ba đó là con thấy đó là các vị tu hành là không giữ giới và treo y. Đức Phật nói sau này trong hàng đệ tử của ta có những người chỉ siêng nói mà không chịu làm, nói được mà làm không được đó, hay là chúng ngay cái điềm của Phật nói đó, siêng nói mà không làm. Rồi giấc mộng tiếp theo là gì? Dạ giấc mộng thứ tư là con thấy đó có những coi như là vị đệ tử của Phật đó nghe, là áo y gì tơi tả, mắt quay phong hết trơn. Phật nói cái điều này cảnh báo sau này trong hàng đệ tử của ta, tuy là bên ngoài cái vẻ trang nghiêm thoát tục mà bên trong lại dính dấp những cái chuyện tầm thường. Ví dụ như người tu hành thì phải thanh tịnh trang nghiêm giải thoát, mà người tu hành lại vướng vào ra gia viên ràng buộc con vợ, cái đó là mình nói cái người tu sĩ nghe. Thì đây là cái điều cảnh báo là các vị tu hành mà bị y áo tả tơi. Vì Phật hỏi cái điểm mộng tiếp thứ năm là gì? Nói điểm mộng thứ tư năm đó con thấy đó là những cái cây mà chiên đàn, những cái cây quý đó là bị các loài heo rừng đó nó ủi coi như là chốc gốc hết trơn. Phật nói cái điều này cảnh báo sau này trong hàng đệ tử của ta có những người lợi dụng Phật pháp để mà làm giàu cho mình. Cây chiên đàn là cây quý mà bị heo rừng nó ủi, tức là chúng ta đem cái giáo pháp là cái vật quý giá, cái việc thiêng liêng mà mưu cầu cuộc sống này. Và đây là những điều mà con nghĩ xét lại coi chừng bị dính không cô bác. Gần đây có nhiều chuyện đau lòng lắm mà mình nói ra không được. Tức là mình làm đạo là phải làm chân chính, mà đôi khi nó có những trường hợp chúng ta bị người khác coi thường cô bác anh chị em mình. Giờ Đức Phật hỏi điều mộng tiếp theo là gì? Nói điều mộng thứ sáu đó là voi con không nghe lời voi mẹ, chạy nhảy tung tăng, cuối cùng phải sa vào đầm lầy chết rất nhiều. Đức Phật nói cái điều này để cảnh báo sau này cái người mới phát tâm tu đó coi thường những người tu trước của mình, tức là voi con không nghe lời voi mẹ, tự cao tự đại, cuối cùng phải sa vào cảnh khổ. Cho nên thầy nói là đừng có ham lên mặt hùng anh đó, sa địa ngục là uổng thân uổng kiếp của cô bác anh chị. Thành ra cái người tu mình là gì? Phải biết kính trọng cái người đi trước. Giờ cái điểm mộng thứ bảy là gì? Anh ăn cái điểm mộng thứ bảy đó là con thấy đó nghe, coi như đó là sư tử chết, các loài khác không dám tới gần mà dòi từ ở trong ruột sư tử bò ra rút dẻ xương gân của sư tử. Đức Phật nói cái điểm mộng này cảnh báo là sau này không có ai phá đạo của ta, mà chính là đệ tử của ta phá đạo của ta.
Đây là cái điều đau lòng. Mà thật vậy cô bác anh chị em, cái người ngoài sao phá đạo được, mà cái người trong đạo mới phá đạo được. Rất là chân xác phải không cô bác anh chị em? Cho nên Đức Thầy có nói câu sao? Nếu như cái người nào mà xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ giới luật thì coi như người ngoại đạo. Đức Thầy nói trước cái điều này để nghĩ, để cho mọi người biết rằng những người nào có tu hành chân chính thì mới được xem đệ tử của Phật. Còn chúng ta mang danh là đệ tử của Phật mà chúng ta làm ngược lại cái lời Phật dạy, làm ngược lại cái lời Thầy dạy, thì chúng ta không phải là đệ tử của Phật. Cho nên cái điều này cũng khế hợp với cái năm trước mà con nói cái đề tài mà quỷ ma phá rối đó. Ma Dương nó nói muốn phá Phật là làm gì? Là phải làm đệ tử của Phật. Đừng mà phá Phật cho được, chứ người khác sao phá Phật được. Vậy thì bảy điều mộng này con với cô bác mình phải nhớ để chúng ta tránh những điều nếu như chúng ta bị phạm vào. Tóm lại cái đề tài là tỉnh giấc mộng trường, quá nhiều mộng rồi. Thì hôm nay con cô bác mình phải tỉnh, đừng có ngủ ở trong mộng nữa, phải thức dậy để mà tu hành, làm tròn bổn phận của mình đối với Thầy với Phật. Thì Đức Thầy sẽ rất là vui khi mà đàn con cũng như tín đồ biết làm theo lời dạy của Phật của Thầy. Và chúng ta cũng nhớ kỹ cảnh giác trong đường tu chúng ta, giống như cái điềm mộng mà Anan đã thấy. Thì thôi, lời nói sau cùng con xin chân thành cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả cô bác anh chị em đã dành thời gian theo dõi. Mặc dù trời đã trưa nhưng mà tất cả chúng ta còn say sưa trong thân Phật Pháp. Nếu như phải thì chúng ta đến sớm một tí nữa thì chúng ta sẽ còn được nghi vấn thêm vài điều, thì con nghĩ nó sẽ rất là ý nghĩa. Nhưng mà thôi, Phật Pháp là vô biên nhưng mà thời gian có hạn. Thì cũng mong là gia đình cũng quan hỷ ha, tại vì chúng tôi cũng muốn chọn đề tài cho nên kéo dài hơi trưa một tí. Mong gia đình và các bác mình quan hỷ. Thì xin cầu chúc cho gia đình và tất cả các bác anh chị em chúng ta được hưởng trọn vẹn phước duyên trong tình thương đi đồng của Đức Phật, thân tâm thường an lạc, quả chấm viên thành, và chúng ta sớm thức tỉnh các bác anh chị em, không còn ngủ trong giấc mộng nữa. Đến đây xin được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt toàn thể chú vị đồng đạo, xin chân thành cảm ơn Phường đã gặp gỡ trên dưới một tiếng đồng hồ qua chủ đề là tỉnh giấc mộng trường. Thì như toàn thể đồng đạo chúng ta đã biết, trong giáo lý thì Đức Thầy có nói rất là nhiều về chữ mộng. Như có đoạn Ngài đã cho biết là dương gian mau tỉnh trong tràn mộng, tìm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Mà cổ nhân cũng đã có làm một bài thơ để nói về chữ mộng rất là hay. Vậy thì người xưa đã từng cho biết là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười dở mộng, nhắn khách mộng biết được mộng, và làm sao chúng ta phải tỉnh cơn mộng. Hôm nay để liên tục chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị qua tác phẩm Cho Ông Cò Tào Hạo. Thì xin thưa cùng quý vị, năm Nhâm Ngũ năm 1942, khi mà Đức Thầy được câu lưu từ nơi này sang nơi khác, thì Ngài có viết bài Cho Ông Cò Tào Hạo sau đây. Và nội dung thì Ngài có hai lời cầu chúc. Thứ nhất là chúc ông thoàn nhã dững lèo qua bờ giác ngạn, sớm treo gương màu. Và lời cầu chúc thứ hai đó là chúc cho đó dẹt mây mù, vững vàng bắt thối, công phu vuông tròn. Và hôm nay nhân ngày lễ kỷ niệm, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy bình tâm suy nghiệm qua bài Cho Ông Cò Tào Hạo. Và với tác phẩm này quý vị sẽ được thưởng thức qua giọng đọc rất quen thuộc, đó là của tu sĩ Nguyễn Văn Lo. Và trước khi nghe lại tác phẩm này, kính mời toàn thể quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giai lòng dình theo á.
chúc ông thòn nhai dựng lèo qua bờ giác ngàn sông treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể ơi khổ làng ngựa xe cam dỗ tao nhân. Gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sáo nẻo khôn lầm bước ra. Dài tình ngộ ai hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngộ hương quê gồm trí huệ ma dương hài hùng. Làm cho chúng phục tùng chân lý trong xác thân giam thị lục căn. Đừng cho chúng tin lắng hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần phá ngũ quận rất lần tham ai ơi cõi sân si cũng phải tạo trừ đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ từ sanh. Đem tâm hội hương gốc lành làm tôi Phật tổ chi thành chi chân. Dầu mắt phải mưa đơn gió kép cùng kiên trì mà dẹp gai trong ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bài đời về cực lạc thành thời an dường ấy là ngày ban thường công chúc cho đó dẹt mây mù dân vàng bất thôi công phu vuông tròn đơn ngày biển ơi càng non mòn tử ân đã trả con tội căn. Nay ông nhập từ làm tăng trước sau tuy khác thiện căn dần đồng lắng tai nghe được tin hồng tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này có lẽ là giảng viên đọc mùi quá nên quý vị mình nghe mà quên vỗ tay. Kính thưa quý vị, vừa qua thì quý cô bác chúng ta đã thưởng thức qua tu giọng đọc của tu sĩ Nguyễn Văn Lo đến từ xã Long Khánh để diễn ngâm lại bài cho ông cò Tào Hảo. Thì xin thưa cùng toàn thể quý cô bác càng xa, như toàn thể quý cô bác chúng ta đã biết, Đức Thầy ra đời khai đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939. Đó là vì lòng từ bi mà Ngài đã có mặt trong cuộc đời này, nên Đức Thầy đã bảo: lòng thương lơi thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, và dạy răng kẻ tục vượt nơi hà. Và đặc biệt vì lòng từ bi, Đức Thầy không chỉ giáo hóa duyên cho con người ở trời Nam, mà Ngài lại giáo độ dân sanh nơi đất Bắc, tức là làng Đồng Thạch. Và để đánh dấu kỷ niệm chuyến giáng thăm cũng như là chuyến giáo hóa đó, Đức Thầy có viết bài Để Chơn Đất Bắc sau đây. Và với tác phẩm này, quý vị sẽ được thưởng thức qua giọng đọc của cô tu sĩ Thái Thị Nhiện đến từ xã Long Thuận. Xin trân trọng kính mời cô. Và trước khi nghe lại tác phẩm này, kính mời toàn thể quý vị cũng ủng hộ cho chàng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồn thơ tiếng thanh tân đạo màu, chẳng thấy việc đời mà cuộc thế giới chuyện lai như chống
môn miết ước nghĩ mà hè giao ở đây. Tham cho trên hài ở nhi ở liệu đều vợ xa chồng bằng biểu thế lương phong trần dài gian gió sương chữ ban ấy hàm còn một cuộc chiêu manh dành xe khắp hoàng cầu o re một nơi dòm xem rời cõi mê để đến việc tham thế thế tham mắt phàm trần đồng cúc nhục hoài thái nên ta ra sức miệt mài dạy khuyên hơn giới phú thần tiên giang ơi bút bởi cơ trời đà cúc bên lưng không tu chừng khổ cùng ưng tu hành thì gặp chi cánh vui mừng toại Kính thưa toàn thể quý vị, vừa qua quý đồng đạo chúng ta đã thưởng thức lại một đoạn trong bài Để Chân Đắc Bắc. Thì xin thưa cùng toàn thể quý cô bác gần xa, như ngược dòng thời gian cách đây trên 2.000 năm thì Thái tử Siddhartha ra đời, và khi Ngài tu hành đến Ngài chứng đạo thì Đức Phật đã thuyết pháp xuống 49 năm. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời tại đất nước Việt Nam vì lòng từ bi mà Ngài sáng tác gồm có 6 quyển và trên 200 bài thi văn dài ngắn. Hôm nay nhân ngày lễ dỗ muốn trùng tụng lại giáo lý của Đức Thầy, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy bình tâm suy nghiệm qua bài Lộ Chúc Cơ Quyền, sẽ do đồng đạo Út Đừng thành kính diễn âm. Trước khi nghe lại tác phẩm này, kính mời quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Trần thế lợi danh giấc mộng chàng, đời cùng tiên Phật hà phàm gian. Hỡi ai tầm chi mèo tầm đào, tầm đấng hiện từ
cứu thế gian, khắp trong ba tánh kề cảnh khổ, đạo đức hiền lành kiến tiên ban, thiên điều minh dễ đạo tràng, thập bát chư hầu lụy hai khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng càng, đời cùng lý loạn khắp chư ba, thương hại tan điền ác chẳng hay yên, thiên địa diệt gian vì thiền riêng, cơ thâm quả diệt từ bộ mái thiên cơ ác đạo quyền, tước thời nhị niên giai tiền đinh, quần lai thượng cổ mới bình yên, điên này vốn thiệt ở núi vàng, tướng đời nói rõ việc lầm than, khuyên trong lễ thứ tình yên chí nghệ sĩ biết đã già, ý gì tiên trưởng muốn khuyên đời mà đời lầm lạc lắm ơi đời ơi, đạo đức nhút nhớ mà sao đặng, tình giận mau mau mới kịp thời, bi đồng từ tâm gọi mấy lời, chúng sanh nam bắc lùi tốn rơi, kim sơn xem thấy lòng tha thiết, mà còn nhiều lắm chốn sanh ơi, năm dĩ cuối lòn dài dằm dặt, nhưng ấy chẳng
qua tài lẽ trời. Đạo hành quyền cơ quyền đo kiến, chẳng dày sao này khó thành ai thôi. Cổ ngữ hằng ghi thầm khổ ai đa, tận diệt nhân gian trần tiến khoa. Lão già hậu quy nhân âu giả, ly kỳ thiên định dễ thiên la. Tây phương chợ gót quá xa đàn, thương xót nghe nam kỳ lại An Giang. Đôi tay xóm làng thêm bắt chán, yêu đời mê muội luôn bầm gan. Tiên trước tòa sen coi chỗ ngồi, xuống trần chẳng dùng chốn cao ngôi. Khắp trong sáu tỉnh toàn giả dối, xa thượng tăng sư tạo diệt tội. Tiên cơ thế giới đà biên chuyển, tự rài trần há lợi danh trôi. Tu hành giả dối khuyên khai đổi, cung kiến trai đàn cũng nên thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý cô bác gần xa, thật sự mà nói thì quý cô bác chúng ta rất là có phước duyên lớn lao mới được sanh vào miền Nam đất Việt, tức là nơi mà Đức Thầy chúng ta đã ra đời. Nên Ngài đã cho biết là Tây phương chở gót quá xa đàn, thương xót Nam kỳ lại An Giang, đối thấy sớm làng thêm bắt chán, và yêu đời mê muội lúng bầm gan. Chính vì vậy mà vì lòng từ bi nên Đức Thầy đã trở lại đất nước Việt Nam và giáng sanh vào miền Nam nước Việt, nên chúng ta có phước duyên mới thừa hưởng được giáo lý cao siêu và quyền diệu đó. Và chính vì nhân duyên của Đức Thầy nên người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lúc nào cũng đem tâm huyết của mình để gom vào sự nghiệp truyền bá Phật Pháp, cũng như để dung đắp cho giáo lý của Đức Thầy ngày một thêm rộng ra. Thì hôm nay trong làng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có chú Ba Phụ là một độc giảng viên nổi tiếng từ xưa đến nay. Và hôm nay trong ngày lễ dỗ, chúng ta lại được cái may duyên là chú trở về đây để dự đám dỗ. Và muốn tô đậm lại giáo lý của Đức Thầy, chúng tôi trân trọng kính mời chú Ba Phụ diễn ngâm lại một đoạn trong giáo lý của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời chú Ba.
Trước khi nghe lại giọng đọc của chú Ba Phụ, kính mời toàn thể quý vị ủng hộ cho chàng thói tay. Kính thưa quý cô bác cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo, chương trình phổ truyền sám giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hào của Đức Quỳnh Giáo Chủ được liên tục. Cháu xin thành kính đọc lại một đoạn trong quyển Kệ Dân của Người Khùng. Nam mô A Di Đà Phật. Đau nhiều chứng vì kỳ khó kể, sắp từ người bảo a không toàn tăng mạng. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào chi. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy, cũng nhị tham thương nhị ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cành áo nào kề sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiết, cho bà già ni rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chờ lúc tự kỳ tâm bất ca diễn, thì lâm nguy có như kẻ cứu mình. Ai lòng nhớ hoặc chép thay anh, mà truyền bá đăng nhiều phước đức. Trong ba tánh tờ nay buồn bực, cùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Sáng trì tâm tưởng niệm cánh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chăng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ở ráng tu hành, cầu linh hồn cho được vàng sanh. Đây chỉ rõ đường đi
Phật đừng làm bảo ngực nghĩ ta phần hồn vào khắp thế gian, vào xác trần nước mắt chưa chan khắp lễ thư nghe lời thầy ích cho sớm lành bây giờ mù mịt cho nên dân dài chăng nghe lời kể từ nãy nói chuyện chiều mới chớ chẳng nói giống dài khó hiểu cờ đã thấp còn chờ nước chiếu mà còn ăn còn chốt làm chi ai là người quân y tử tô mi phải sớm từ thân mình cho vẹn chân lập hội coi thùa coi thẹn với Phật tiên cùng chăng xa chi lời cao siêu khuyên hai gắn đi ta ra sức dắt nhiều ba tấn Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt toàn thể cho quý vị đồng đạo xin chân thành cảm ơn chú Ba đã đem giọng đọc của mình để phụng ngâm lời giáo lý của Đức Thầy cũng như là để gửi gắm đến toàn thể quý cô bác trong ngày lễ dỗ hôm nay. Nhận thấy chú Ba mặc dù lớn tuổi nhưng mà giọng đọc rất là còn trầm ấm, du hồn của biết bao nhiêu người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Sao quý vị mình có đồng ý không? Nếu đồng ý thì cho chú Ba chàng pháo tay đi chứ. Hiểu chúng con
Phật không có mở qua xa. Lấy phòng nguyện và bộ siêu đến đây đã xong rồi thứ gì tự tiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa má, kính thưa anh chị em trong gia đình cùng thân bằng quyến thuộc và chú quý đồng đạo nam nữ hiện diện kính mến. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm Tân Mão, cũng là ngày lễ dỗ thường niên cho ba chúng tôi. Gia đình có ngỏ lời mời chú quý đồng đạo nam nữ xa gần mà chú quý đồng đạo cũng không phụ lời mời, thể hiện tình thương một cha quan lâm trở về với gia đình chúng tôi làm cho buổi lễ tăng thêm phần long trọng. Chúng tôi có tổ chức mâm cơm canh chay với bông hoa tươi tất và trái cây năm màu để dâng cúng cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ và tổ tông quá vãng bảy đời cùng ba chúng tôi. Chú quý vị cũng không ngại gì đường xa xa xôi, ngăn sông cách suối, nắng dãi mưa dầm, bỏ quan việc làm đi đến đây, mỗi người nhận ba nén hương cùng với tâm hương để cầu cho ba chúng tôi được về cảnh giới an lành của chư Phật. Thật là xứng đáng một tín đồ ngoan đạo mà chư quý đồng đạo đã nghe lời vàng ngọc của đức tôn sư chỉ dạy. Lòng trẻ thảo biết đòn biết gớt, phí xác phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹp khóa gốc cây, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Kính thưa chư quý đồng đạo, không có bút mực nào, không có văn hay chữ giỏi nào để tán thán tình thương thể hiện con một cha của chư quý đồng đạo đã đến gia đình chúng tôi. Chỉ có hàng đêm đứng lại nguyện cầu chư Phật người thương và long thần hộ pháp gia hộ chư quý đồng đạo được thân tâm thường an lạc, đạo pháp viên dung, đạo quả viên thành, tâm bồ đề vững chắc để khi đức thầy trở quốc này, chú vị dự đại hội long quan. Trở lại phiên cầu nguyện hôm nay, muốn cho buổi lễ được trang nghiêm và thống nhất, gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đồng đạo để đảm nhiệm buổi tội lễ này. Xin trân trọng kính mời Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đồng đạo, ba người kính mến. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 11 là ngày dỗ thường niên do ông Nguyễn Văn Sương được con cháu trong gia đình tổ chức ra để cúng. Và con cháu trong gia đình đã liên theo lời chỉ dạy của đức thầy là đi lương đơn loại với tà có duyên cũng ngay sự kiện mà đêm hôm con cháu đang cư ngay trai thành ra làm dỗ này cũng ra. Thì trong phần chỗ này được chủ gia đình đã nói lời cầu không chứ tôi không nói nhiều. Hôm nay là cái phần đám dỗ có những phần như sau. Trước tiên chúng ta làm việc tín đồ Phật giáo hòa hảo và đặt trước khi vào cuộc lễ gì cũng đều có lễ nghi thức tôn giáo. Vậy thì phần đầu tức là chúng ta làm lễ nghi thức tôn giáo. Phần kế đến là chúng ta cũng được tiếp đến vong linh tức là cửu quyền thất tổ và vong linh người chết. Và kế đến là chúng ta có những mâm kiến để chúng ta hành kính. Và phần thứ hai nữa là chúng ta sau khi phần cơm xong tức là chúng ta có tổ chức đương vào đối với đức thầy là cầu nguyện cho người chết gọi là cầu siêu, là sau cùng chúng ta làm những cái tôn giáo của mạng. Vậy thì để bắt đầu mà quý vị trang nghiêm hướng về ba ngôi thì chúng ta làm lễ cho tôn giáo mà quý vị hướng về và thầy cũng quyền thành tâm pháp la sa. Mời quý vị hướng về ra Nam Bảo thành tâm sáu ba ca. Mời quý vị hướng về chư chúng đức thầy hai bên tầm kính hai xa. Mời quý vị sẽ ra bàn thánh thiên. Hướng về bàn thánh thiên thành kính ba xa. Mời quý vị sẽ ra bàn. Mời quý vị hướng về bàn thờ của quyền hành kính ba sáng. Đồng quyền xuống. Trách thương linh đáng chúng ta thành tâm thành tựu.
cuối kính dân hương trước cụ quyền, cầu trên thất cầu chín lòng thiền. Hôm nay là ngày 1 tháng 11, là ngày dỗ cho Nguyễn Văn Sương được con cháu trong gia đình cùng chú đồng đạo thề tụ về để chứng lên trước lại cụ quyền trước cầu, để trong lúc giờ chết những mâm cơm trai thành đàn. Vì thì giờ mà được đến xin kính thỉnh cụ quyền thân cầu trong linh ông Nguyễn Văn Sương về tòa bằng để chứng minh cho tấm lòng hiếu đạo của con cháu và nghĩa tình của chú đồng đạo phúc và quyền bất đặt. Xong rồi quý vị xa chúng mình ta. Rồi quý vị đứng lên. Chúng ta xa tiếp một xa và giao thương. Trong khi giao thương, chờ đợi của nhà thân thương xin giới thiệu đồng đạo chúng ta nhắc lại một đoạn giảng nói về ý nghĩa trong phần cúng cơm cho quý đồng đạo chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mời quý vị hướng về hai mâm cặp bên đây, rồi có mâm trăng quang và mâm cô bác. Đầu tiên mời quý vị hướng về mâm trăng quang hành kính ba sa.
Thứ đến chúng ta lại hướng nhiều hơn cô bác thành kính ba sai. Như vậy là phần thành kính của đạo chúng ta đối với hai mầm chi đã xong. Vậy thì phần kế đến tiếc là sau phần cúng cơm cũng vì thực độ nhà cho mấy người chết, phần chiến đã xong, đến phần thứ ba tiếc là phần chúng ta đưa vào bài niệm của đức thầy để chúng ta cầu xin cho đông những người chết. Kính thưa quý đồng đạo, gần đây trong gia đình nào lỗ cái hay nào lỗ cái đấy gì, tức là trong bài cầu xin đức thầy dạy là mỗi người cũng được phần thành điều. Thì đồng đội này đã thấy được là và đưa vào cái lễ mà thầy chúng ta đi an táng trong năm hiệu, đồng đội và các gia đình quý đệ đã trực tiếp đến nhận năm hiệu và gặp ngay với con người con trưởng của năm hiệu năm nay tuổi đã tám ngoài và hỏi lúc đó đức thầy còn hiểu thế nào. Được người con trưởng con năm hiệu là nói đức thầy trực tiếp còn hiểu đứng và đã đưa vào cái thấy và cái nghe. Đồng đội hôm nay muốn rằng toàn thể đồng đội chúng ta thực hiện đúng chào lời đức thầy là mẫu hiệu của con hiệu. Chính vì thế hôm nay chúng tôi thay mặt cho đồng đội và đưa vào giáo lý của thầy để trực tiếp điều hòa quý vị cầu nguyện kính, tức là đúng chào giáo lý đức thầy. Kính mong đồng đạo quan niệm hành đúng bởi vì đồng đội Úc và gia đình quan niệm của đức thầy đại hành y thì đáng dàn người, còn chúng ta hành không y thì càng kém hơn. Đó là lần đầu trong cái phiên cầu nguyện này để quý đồng đạo chúng ta họ thắc mắc và khi cầu nguyện vì đông người cho nên chúng ta lại quỳ cho có phần nhiều hơn. Vậy thì mời quý đồng đạo chúng ta hướng về trang trang bảo hành kính ba sáng. Mỗi người đứng ngay thẳng, chắp phương vào nhập viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giải Phật tổ Phật thầy nay mình hành tâm cho tên nguyện sư nhờ ơn đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh hiền cực lạc. Mời quý vị sám một tràng, mời quý vị giao hương và mời quý gia đình cũng đặt hương để cấm hương. Trong khi giao hương chờ đợi cấm hương, mời quý đồng đạo chắp tay vào niệm Phật để giữ phần chánh niệm. Nhận thấy phần cấm hương đã xong, mời quý vị sát một đá quỳ xuống tại chỗ này để tạ ơn chư Phật. Thành tâm lại Phật lại Nam mô A Di Đà Phật. Ôi thành tâm lại Phật lại Nam mô A Di Đà Phật. Ôi thành tâm lại Phật lại Nam mô A Di Đà Phật. Ôi thành tâm lại Phật lại Nam mô A Di Đà Phật. Xong. Mời quý vị đứng lên hướng về trang tam bảo sát ba thá chính giữa nhà hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phần cúng cơm và cầu siêu đến đây đã xong, chúng ta bắt đầu làm lễ nghi thức tôn giáo thế nào. Mời quý vị hướng về bàn thờ của quyền thành tâm sát ba thá. Mời quý vị hướng về trang tam bảo thành tâm sát ba thá. Mời quý vị hướng về chân dung đức thầy thành kính hai sáng. Mời quý vị xây ra bàn thánh thiên. Mời quý vị hướng về bàn thánh thiên thành tâm sát ba sáng. Mời quý vị xây đầu trọng. Phần cúng cơm và cầu siêu đến đây đã xong, mời quý vị quỳ điện. Công đức sinh thành
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có tha.